nghề lao công. Hồng năm nay lên lớp 8, cái tuổi không còn là con nít mà cũng chưa thực sự là người lớn. Ba Hồng là thợ xây, mẹ theo chân ba đi làm phụ hồ. Những ngày nắng thì công việc khá ổn định, nhưng mỗi khi mùa mưa về thì ba mẹ lại không có việc làm. Con chào ba, con đi học mới về. Hồng đi vào bếp, cô bé bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ba. Ba vẫn ngồi vân vê mẩu thuốc, phóng tầm mắt ra nhìn trời mưa qua ô cửa sổ, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một hơi. Mẹ, mẹ cần con giúp gì không ạ? Con lấy cho mẹ ít nước sạch để nấu canh. Hồng lấy nước từ bình lọc, cô bé đưa mắt nhìn ra ngoài, vẫn thấy ba ngồi im như cũ. Tàn thuốc trong tay ba vẫn không ngừng cháy. Sao nhìn ba có vẻ buồn thế mẹ? Trời cứ mưa hoài không chịu tạnh, ba con không đi làm được nên sốt ruột đó. Ba mẹ vất vả cả năm rồi, nghỉ vài ngày cũng đâu có sao. Nghỉ ngày nào là không có tiền ngày ấy, sắp tới nhà mình còn phải chi trả nhiều thứ, không làm được thì lấy tiền đâu ra mà mua bán tiêu pha hả con? Mình à, nay đi chợ em gửi xe chỗ bác bảo vệ trường cái Hồng. Bác nói trường đang thiếu lao công dọn vệ sinh, em đang tính xin một chân. Tôi cũng tính mai ra chợ mua cái lưới về, học người ta ra sông đánh cá, mang đi bán kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Cứ ở nhà chơi hoài, cũng buồn chân tay. Mẹ ơi, mẹ có nhất thiết là phải tới trường con làm lao công không? Ý con là sao? Tại sao con lại hỏi vậy? Dự báo thời tiết nói chứ còn mưa có mấy ngày nữa thôi là tạnh rồi. Mẹ đâu cần phải đi dọn vệ sinh chứ. Sắp tới tiền học của con, tiền điện nước hàng tháng, tiền ăn uống hàng ngày, không làm thì lấy đâu để bù vào? Nhưng mẹ có thể tìm chỗ khác mà. Con lại làm sao nữa vậy Hồng? Mẹ làm lao công trong trường khiến con bị ảnh hưởng sao? Dạ đúng vậy, nó ảnh hưởng tới con. Các bạn sẽ chỉ trỏ, cười cợt con là có mẹ làm lao công. Con thấy xấu hổ lắm. Mẹ luôn vậy, mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con cả. Con Hồng đâu, sao con xuống ăn cơm? Mẹ kéo ghế ngồi xuống, kể cho ba nghe chuyện hồi trưa. Em đừng lo quá, con gái mình đang tuổi mới lớn nên suy nghĩ vẫn còn ngây dại. Để anh vào trò chuyện với con. Sao tới giờ cơm rồi mà con gái ba không xuống ăn? Dạ, con không đói. Hồng nè, lớp con có bạn tên Minh phải không? Dạ, bạn Minh học giỏi lắm bà. Tuy ba bạn bị bệnh, mẹ bạn đi lượm ve chai, nhưng bạn học vẫn siêu đỉnh luôn. Vậy gia cảnh nhà bạn như thế, các con có cười nhạo bạn không? Sao tụi con lại cười nhạo Minh được ạ? Bạn ấy khó khăn thế, tụi con phải giúp đỡ bạn ấy chứ ạ? Nếu thế thì tại sao con lại nghĩ các bạn sẽ cười cợt con khi mẹ đi làm lao công ở trường? Con gái à, làm việc gì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta làm những công việc chân chính, nhận thành quả trên sức lao động của mình thì không có gì đáng để xấu hổ cả. Lao công cũng là một nghề, mà nó lại giúp cho môi trường xanh đẹp, thì còn gì cao quý bằng chứ. Ba ơi, con hiểu rồi, con sai rồi, con là một đứa trẻ hư. Con gái ba biết nhận lỗi, nên không phải là đứa trẻ hư. Nào, cùng ba xuống ăn cơm rồi xin lỗi mẹ nha. Nghề nào cũng là nghề, miễn lao động chân chính, làm ra đồng tiền lương thiện. Chúng ta phải biết ơn những người dọn rác, vì môi trường quanh ta trở nên xanh đẹp hơn là nhờ vào những con người thầm lặng ấy. Những trái ổi xấu xí.
Gần nhà Nam có một ông cụ cao tuổi sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đã lộ rõ những dấu vết của thời gian. Trái ngược với căn nhà, ông cụ có một mảnh sân vườn rất to và rộng. Những cây ổi sai trĩu trái đang xen nhau tạo nên một màu xanh tươi mát. Một buổi trưa nọ, Nam đang đọc truyện tranh bên cửa sổ. Bỗng có một cơn gió thoảng qua, đưa mùi hương ổi tới chỗ Nam. Ôi, mùi ổi chính nhà ông Năm, thơm quá. Cậu gấp cuốn truyện lại, đứng dậy nhoài người ra khung cửa sổ để hít hà mùi thơm hương ổi. Chà, tuyệt quá. Giá mà giờ được cắn một miếng ổi thơm lừng ấy thì còn gì sánh bằng. Ông Năm giờ này chắc đang ngủ trưa. Mình qua hái vài trái, chắc ông không biết đâu. Mà nhà ông nguyên một vườn to thế kia, thì vài trái đó nhằm nhò gì. Nói rồi, Nam trèo tường vào vườn và hái trộm ổi. Cậu bẻ một cành cây non để đuổi những con kiến bám trên những trái ổi, rồi hái chúng. Tuy nhiên, khi ăn thử một trái, Nam cảm thấy chát và vứt xuống đất. Khiếp, ổi gì mà chát thế? Hay là nó chưa chín ta? Thử trái khác coi sao. Để coi nào. Trái này. Sau đó, Nam đã nghĩ ra cách để chọn được ổi chín. Cậu dùng móng tay bấm vào thân của các trái ổi để kiểm tra độ mềm của chúng và chỉ hái những trái chín. Trái chín trong vườn ông cụ đã bị Nam hái hết cả. Trong khi trái xanh vẫn còn trên cành thì bị những vết móng tay làm cho thâm xì, xấu xí. Dưới gốc những cây ổi, la liệt trái ổi chín bị cắn dở, nằm lăn lóc. Một tuần sau, mẹ ơi có gì ăn không? Con đói quá. Có dĩa ổi mẹ để trên bàn đó, xắt ra mà ăn. Nam định cắn một miếng, nhưng nhìn thấy trái ổi xấu xí, cậu lại đặt vào dĩa. Sao trái ổi xấu thế này mà mẹ cũng mua vậy? Không biết đứa mất dạy nào hái trộm ổi nhà ông Năm, phá tanh bành vườn nhà ông cụ. Mẹ thấy vậy nên mua ủng hộ ông vài ký. Ông Năm đầu hẻm hả mẹ? Ừ, tội nghiệp ông cụ. Sống một mình chỉ có trông chờ vào vườn ổi để kiếm đồng ra đồng vào lo thuốc men rau cháo qua ngày. Không biết đứa nào lại tồi tệ đến thế chứ. Ổi này tuy vỏ ngoài có xấu chút, nhưng giống ổi vẫn ngon lắm. Nam giật mình cầm trái ổi chạy ra đầu hẻm, thì thấy ông Năm đang ngồi trước cửa nhà bán ổi. Hàng xóm đều xúm lại mua ủng hộ ông. Cho tôi 2 ký, cho tôi 3 ký đi ông Năm ơi. Lấy tôi thêm 2 ký nữa nha. Ổi giòn ngọt quá trời luôn. Ông Năm tươi cười, bọc từng gói ổi cẩn thận vào trong bọc, trao cho từng người. Cảm ơn bà con lối xóm, cảm ơn những tấm lòng của mọi người. Tôi thực sự rất trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Nam nhìn những trái ổi xấu xí được ông nâng niu kỹ càng, sắp xếp cẩn thận trong các sọt tre. Nam nhận ra rằng trái ổi này chính là những trái ổi mà cậu đã ra tay phá hoại trong vườn nhà ông tuần trước. Cậu lẳng lặng quay về nhà, ngồi trên ghế, vừa cắn ổi vừa khóc, hối hận về hành vi của mình. Việc trẻ con phá hoại tài sản của người khác có thể là do không hiểu rõ giá trị của tài sản đó, hoặc do một số hành vi khác như tò mò, muốn thử thách, hoặc muốn được chú ý. Tuy nhiên, bất kỳ lý do gì cũng không thể giải thích cho việc phá hoại tài sản của người khác. Hành vi này có thể gây tổn thương cho họ cả về mặt vật chất và tinh thần. Chúng ta cần dạy trẻ về trách nhiệm của mình, cũng như tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, và giúp trẻ hiểu rõ hậu quả của hành động phá hoại tài sản. Vịt con lười học. Trong lớp học của thầy Bồ Câu, khi các bạn đều rất chăm chỉ đua nhau học tập, thì chỉ có mình vịt con là rất lười học, thường xuyên trốn học đi chơi, không chịu làm bài tập về nhà. Bữa nay vịt con ngủ nướng, nên vì thế cậu lại đi học trễ. Thưa thầy, cho con vào lớp ạ. Bữa nay vịt con lại đi học trễ, thầy rất không vui với thái độ học tập của con. Được rồi, con vào lớp đi, lần sau con không được tới trễ như vậy nha. Đã có bài kiểm tra tuần trước, hầu hết đa số các con đều làm rất tốt, nhưng có bài của vịt con là nộp giấy trắng. Vịt con. Khi thầy Bồ Câu nhìn về phía vịt con, thì thấy vịt con đang chống tay ngủ gật. Vịt con đứng lên cho thầy biết, lớp mình đang học về cái gì? Con học. Bữa nay con khiến thầy rất buồn. Con liên tục mắc lỗi, đi học trễ lại ngủ gật trong giờ, bài kiểm tra thì nộp giấy trắng. Con cho thầy biết lý do tại sao con lại làm như vậy.
Thưa thầy, con không biết làm. Vịt con à, con phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể theo kịp được các bạn trong lớp. Hiện tại con hoàn toàn không nắm được những kiến thức cơ bản. Ngồi xuống đi, thầy yêu cầu con nghiêm túc hơn với việc học của mình. Một ngày, lớp học của thầy Bồ Câu được tổ chức một chuyến đi leo núi. Ban đầu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó họ gặp phải một cơn bão lớn và phải trú chân tại nhà của bác gấu nâu giữa ngọn núi. Ban đêm, tiếng gió rít gào giữa các khe núi khiến cho vịt con rất sợ hãi. Tiếng gì vậy ta? Mẹ ơi, con sợ quá. Vịt con run rẩy và không biết đó là âm thanh gì. Cậu quay qua tính hỏi các bạn, nhưng mọi người đều đang ngủ say và dường như không hề quan tâm đến âm thanh kỳ lạ này. Sáng hôm sau, đêm qua cậu có biết gì không? Hả? Biết gì cơ? Khuya hôm qua, mình thấy có một con quái vật khổng lồ chạy xung quanh ngọn núi đằng kia. Nó chạy qua chạy lại và phát ra những âm thanh cực kỳ đáng sợ. Ôi, âm thanh đáng sợ mà cậu nói thật ra là tiếng gió. Khi gió thổi qua khe núi sẽ tạo ra những tiếng hú như vậy, chứ làm gì có con quái vật nào đâu. Mèo con, cậu thiệt là giỏi. Sao cậu biết hay vậy? Kiến thức này tất cả tụi mình đều biết. Lần trước trong khi cậu đang gật gù trong giờ thì thầy Bồ Câu đã dạy cho cả lớp phần kiến thức này rồi. Vậy là vì ngủ quên nên mình đã bỏ lỡ những bài học quý giá của thầy Bồ Câu ư? Đúng vậy, mỗi tiết học thầy Bồ Câu đều dạy cho chúng ta những kiến thức vô cùng giá trị. Mình nghĩ cậu nên chăm chỉ lắng nghe bài giảng của thầy hơn. Mình xin lỗi, mình hứa từ nay sẽ cố gắng học tập nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập hơn và không bao giờ ngủ gật trong giờ nữa. Khi có thời gian rảnh rỗi, nếu chúng ta lười biếng hoặc là tận hưởng cuộc sống, chỉ lo ăn lo ngủ mà không hề nghĩ đến việc đọc sách, trau dồi, học hỏi bổ sung thêm kiến thức cho mình, thì khi gặp vấn đề sẽ lập tức lo lắng, rối loạn, không có cách giải quyết. Chỉ có học hỏi, tích lũy, không ngừng phát triển bản thân thì chúng ta mới có đủ tự tin đối mặt với mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Gặp tình huống nào cũng có thể ứng biến, hóa giải. Đôi giày cũ. Chiều nay lớp Quang có tiết học ngoại khóa, nhưng nó tự nộp đơn xin nghỉ phép với lý do sức khỏe. Nó vẽ ra kế hoạch sau khi đón thằng em đi học về, sẽ mua đôi giày mới để tụi bạn được dịp lé mắt khi cùng đến dự sinh nhật khoa tối nay. Mẹ, cho con tiền mua đôi giày mới đi sinh nhật bạn. Sao chiều nay con không đi học? Dạ, thầy có việc nên cho cả lớp nghỉ. Biết là nói dối không tốt, nhưng mà thôi kệ, nghỉ một ngày chứ có nhiều nhặn gì đâu. Vả lại mẹ mãi lo làm suốt ngày, chắc không để ý. Nè, con cầm lấy mà mua. Chiều nhớ đi đón em về rồi đi đâu thì đi. Tối nay mẹ phải làm thêm, chắc em ra nhà ngoại chơi, tối về mẹ rước. Nhớ về sớm đó. Dạ, con nhớ rồi ạ. Phải chi bữa nay thằng Tí nghỉ học là mình có dư thời gian để ra chợ thị trấn ngắm quần áo đẹp. Bao nhiêu kiểu mốt mới dành cho tuổi teen. Đúng là cái thằng cục nợ mà. Thưa cô, có chuyện gì thế ạ? Trong tiết thể dục, vì lỡ vấp phải gốc cây, đôi giày cũ của Tí bị rách. Thế là Tí cứ khóc hoài vì tiếc của. Cô dỗ hoài mà em ấy không chịu nín. Mai mà có con tới, dỗ dùm cô với. Thôi bỏ đi, để anh nói mẹ mua cho em đôi khác. Mình về nhà thôi, kẻo bác bảo vệ đóng cửa trường là tối nay ngủ ở đây luôn đó. Chỉ có đôi giày thể dục thôi, em làm gì khóc như mưa thế. Con trai khóc là yếu đuối, là xấu hổ đó, biết chưa? Giày này mẹ mua cho em mà anh hai, bỏ uổng lắm. Mẹ làm cực khổ mới có tiền mua giày cho em mang. Tối nào đấm lưng cho mẹ, em cũng thấy vai mẹ chai sần hết rồi. Em thương mẹ lắm anh hai. Có chuyện gì vậy anh hai? À, anh quên mất một việc. Em ngồi yên, anh chở em ra chợ nha. Anh mua đồ rồi về liền. Anh hai tính mua giày mới hả? Em thấy đôi giày ở nhà còn mới mà. À, mà anh có tới 2 đôi. Không phải, thêm đôi giày thể dục nữa là 3 đôi đó. Vậy sao anh hai mua nữa? Mà tiền đâu anh hai mua? Mày im đi có được không? Để tao lựa giày cái coi. Anh hai xin tiền mẹ mua phải không? Đừng có xin tiền mẹ hoài mà. Mẹ không có dư đâu. Chiều hôm qua em thấy người ta tới đòi nợ mẹ nữa đó. Đúng là ở nhà mình có tới 3 đôi giày.
Tuy chúng không mới nhưng vẫn còn đi tốt. Mua như vậy thì thiệt là phí. Nhưng lỡ mua rồi, biết làm sao đây? Anh chờ em xíu, để em lau sình. Nó dơ hết rồi. Thôi, để về nhà hãy giặt. Giờ quay lại cửa hàng giày với anh. Chi vậy anh hai? Anh quyết định đổi đôi giày này của anh để lấy giày thể dục cho em mang. Để kiếm được đồng tiền thật sự không dễ dàng một chút nào. Nó không còn đơn thuần là tiền nữa, mà là mồ hôi, là nước mắt, là tình yêu thương đong đầy của ba mẹ dành cho chúng ta. Vì vậy, phải biết sống tiết kiệm, trân quý từng đồng tiền nhỏ để thấu hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ và trân trọng công sức lao động của đấng sinh thành nhiều hơn. Con sai rồi. Ly và Văn sống với mẹ trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Nhà nghèo, ba lại mất từ khi Văn còn nhỏ, nên một mình mẹ phải làm đủ việc để nuôi hai chị em. Ly năm nay lên lớp 9, cô bé rất thương mẹ và chăm chỉ làm việc nhà. Văn đã là học sinh lớp 6, nhưng vì được mẹ và chị chăm lo nên thường hay vòi vĩnh mẹ nheo. Sáng hôm ấy, mẹ về đi, con đi bộ từ đây. Còn xa mà, để mẹ chở con. Thôi mẹ về đi. Kẻo các bạn cười con, vì có mẹ làm nghề lượm phế liệu. Mẹ mua cho con cái xe đạp để con tự đi học. Con lớn rồi, cứ đưa đưa rước rước, bạn bè nó cười cho. Để mẹ coi đã nha. Nếu em không thích mẹ chở thì đi bộ cùng chị cho vui. Giờ mẹ đang phải dồn tiền đóng học cho hai chị em mình. Tiền đâu ra mà mua xe? Em không biết. Bạn em đứa nào cũng có xe đạp đi học. Thôi được rồi, để mẹ tính. Mai mẹ ghé qua cửa hàng đồ cũ nhà bác Trường, coi có chiếc xe đạp cũ nào tốt tốt, mẹ mua chịu cho con. Mẹ làm sao đó? Con không đi xe đạp cũ đâu. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, để con lựa lời khuyên em. Mà mẹ cũng đừng mua xe cho nó, chiều theo nó là nó hư đó. Từ nhà tới trường có vài cây số, đi bộ cho khỏe người. Ừ, thôi, con rửa tay chân rồi vào học bài đi, kẻo trễ. Lại ăn vạ mẹ à? Học xong bài chưa mà đã ngủ? Sao em cứ đòi mẹ mua đồ cho em thế? Em không biết là mẹ đã rất vất vả vì chị em mình rồi sao? Cuối giờ học, Văn ngồi sau xe Thành cùng lớp. Vừa ra tới cổng trường thì mẹ đứng xa xa, bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ. Chắc mẹ vừa đi gom phế liệu về rồi quay lại đón mình đấy mà. Mẹ sợ mình phải đội nắng đi bộ về nhà. Nhưng mà mình không thể ngồi sau con xe cũ xích đó được. Văn! Văn ơi! Lần sau, mẹ đừng tới rước con nữa. Phóng nhanh lên đi mày. Sau hôm đó, mẹ làm việc quần quật suốt ngày. Có bữa, tối muộn mẹ mới về. Ngoài việc lượm và thu mua phế liệu, mẹ còn nhận dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho người ta. Mẹ đã làm lượm rất vất vả đó, em biết không? Sao em vẫn không chịu hiểu cho mẹ mà còn vòi vĩnh này nọ khiến mẹ phải suy nghĩ chứ? Chị ganh tị với em nên mới nói thế chứ gì? Thôi, chị không muốn tranh cãi với em đâu. Chắc là mẹ sắp đi làm về rồi đó. Chị phải đi hâm nóng thức ăn sẵn cho mẹ còn về ăn tối đây. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế này? Mau đỡ mẹ dậy đi. Em chạy qua nhà bác Hà, nhờ bác đưa mẹ đi bệnh viện giùm. Nhanh chân lên em. Mẹ các cháu vì làm việc nhiều quá nên bị kiệt sức. Thời gian này các cháu chịu khó chăm sóc cho mẹ, để mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mau hồi phục. Cũng đừng làm gì khiến mẹ suy nghĩ căng thẳng, bệnh sẽ tái phát đó. Nếu mình không đòi mua xe đạp thì mẹ đâu phải làm quá nhiều như vậy chứ. Mình thiệt là tồi tệ. Ông trời ơi, cầu mong cho mẹ con mau tỉnh lại. Mẹ ơi, mẹ làm con sợ quá. Mẹ không sao, mẹ sắp có đủ tiền mua xe cho em Văn rồi. Mẹ ráng làm thêm mấy bữa nữa là đủ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không cần xe đạp nữa, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng chết nha mẹ. Các con ngốc thiệt, mẹ làm sao bỏ các con được. Mai mẹ khỏe, mẹ lại đi làm được mà.
mẹ phải chăm lo cho các con tới lúc trưởng thành chứ. Cả nhà mình cùng cố gắng nha. Và từ đó, Văn chăm chỉ học hành, không bao giờ đòi hỏi mẹ mua cái gì nữa. Cậu bé cũng đã biết cùng chị gái phụ giúp mẹ nhiều việc nhà và không ngần ngại giúp mẹ đẩy xe phế liệu mỗi chiều Chủ nhật. Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để con cái được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy, những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Ai cũng có ước mơ. Quang mới 10 tuổi thôi, nhưng đã phải tự kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Sáng đi học, tối về nó lang thang khắp các con hẻm nhỏ cùng với thúng đậu phộng luộc, mong đắp đổi bữa cơm và con chữ. Cuộc sống nghèo nàn khiến mẹ bỏ ba đi, một mình ba tần tảo đạp xích lô nuôi hai anh em nó lớn khôn. Ba, hay là con nghỉ học rồi đi làm phụ ba nha. Nhà mình khó khăn, nếu cả hai anh em cùng đi học thì không được đâu ạ. Con không được nghĩ như vậy, phải có cái chữ để thành người con ạ. Mỗi lần nhìn thấy ba ốm yếu gầy gò theo từng vòng xe xích lô, mình thấy thiệt có lỗi. Ba ơi, nhất định con phải quyết tâm học thiệt tốt, để sau này lớn có thể lo cho ba và em. Bữa nay các con hãy chia sẻ ước mơ của mình nha. Nào Mai Anh. Thưa cô, con muốn làm bác sĩ ạ. Dạ, con muốn làm nhà khoa học. Con muốn làm công an. Dạ, ước mơ của con là ba con không phải đạp xích lô nữa ạ. Thế mà cũng gọi là ước mơ à? Con là một người con hiếu thảo. Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những thử thách. Với nghị lực của mình, cô tin con sẽ vượt lên khó khăn. Cả lớp trật tự. Cô rất buồn vì thái độ của cả lớp. Tại sao đó không phải là ước mơ? Với cô, đó là một ước mơ rất chính đáng, rất đẹp. Qua đây cô mong lớp mình hãy cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn để đến trường nha. Con chào cô. Sao con đi bán về muộn thế? Cô ghé thăm gia đình và cố đợi con về. Dạ thưa cô, cô mang cho con ít cuốn tập mới và dụng cụ học tập. Cô đã biết hoàn cảnh của con rồi. Con cứ yên tâm tới trường, cô và các bạn luôn bên cạnh con. Ba đã nghe cô kể về con. Ba còn khỏe, ba còn lo được cho hai anh em con. Điều ba mong nhất là con sẽ học hành thiệt tốt. Con không được vì khó khăn mà bỏ cuộc nha. 20 năm sau. Tại sao tôi đã chuyển tiền, có giấy ký nhận rồi mà người nhà vẫn chưa nhận được? Dạ thưa cô, cô cho phòng giao dịch có thời gian kiểm tra lại nha cô. Chắc có sơ suất gì ở đây ạ? Bình thường tôi chỉ cần chuyển trong ngày là nhận được. Nay đã 3 ngày mà vẫn chưa nhận được. Ngân hàng không thể để khách chờ đợi lâu như thế. Có chuyện gì vậy em? Dạ thưa anh, có một sơ suất nhỏ trong giao dịch với khách hàng, chưa giải quyết ngay được ạ. Dạ, con chào cô. Ủa, Quang phải không? Con làm gì ở đây vậy? Dạ, con làm việc tại ngân hàng này. Con sẽ kêu các bạn giải quyết nhanh cho cô. Cô vào phòng con đợi một chút nha cô. Cô không ngờ học trò nhỏ của cô năm nào lại giỏi như vậy. Con cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có lời động viên của cô ngày xưa mà con đã nỗ lực thực hiện ước mơ của mình cô ạ. Cô mừng cho con và cũng rất tự hào về con. Chiếc áo ấm. Buổi sáng cuối tuần trời se lạnh, gió thổi nhẹ luồn vào da thịt. Bé Ly súng xính trong chiếc áo ấm xinh xắn mới được mẹ mua từ cuối thu. Ly thích lắm, kéo chiếc mũ lên đầu, trông cứ như công chúa vậy. Sao sáng giờ bạn Liên không qua chơi ta? Thế mà mình cứ đợi mãi. Ly ơi, ra mẹ cho coi cái gì nè. Cái gì vậy mẹ? Wow, một chú ốc sơn nhỏ đang bò trong đám cỏ kìa. Mẹ, chúng ta có thể giúp em ốc sơn bỏ chiếc vỏ trên lưng ra để em ấy bò nhanh hơn được không? Chiếc vỏ này quá nặng đối với em ấy. Bao giờ em ấy mới về tới nhà được? Ấy, không được đâu con.
Con mà bỏ chiếc vỏ đó ra, ốc sên sẽ bị lạnh mà chết mất đó. Đó là áo ấm của ốc sên hả mẹ? Đúng rồi, đó là chiếc áo ấm mà mẹ em ấy cho từ khi còn nhỏ. Mình và anh hai được mẹ mua cho áo ấm thiệt đẹp từ lúc trời còn chưa lạnh. Mẹ bạn Nga cũng mua cho bạn áo ấm mới, có chiếc mũ tai thỏ rất là xinh. Ngay cả ốc sên con cũng được mẹ cho áo ấm để mặc cho đỡ lạnh. Vậy mà bạn Liên lại chẳng có áo ấm. Tại bạn Liên không có mẹ mà. Ba bạn đi làm suốt, bà có mua được áo ấm cho bạn đâu. May quá, con đang định mang chiếc áo ấm qua cho bé Liên thì bà qua. Chiếc áo này bé Liên mặc chật rồi, nên Liên mặc chắc là vừa đó. Quý quá quá, chiếc áo vừa ấm lại vừa đẹp nữa. Bạn cởi áo ra trả lại cho mình đi. Ly à, con có áo ấm công chúa rồi mà. Rủi khi mẹ giặt thì con lấy áo ấm nào để mặc? Con lạnh thì sao? Nhưng chiếc áo đó con mặc chật rồi mà. Mai con không thèm lớn nữa, con sẽ mặc chiếc áo ấm này. Mẹ ơi, em ốc sên có bị lạnh không? Em ấy có cần thêm áo ấm không ạ? Không đâu con, chiếc vỏ đó đã là chiếc áo ấm nhất của ốc sên rồi. Con thấy không, ốc sên không hề bị lạnh, chỉ có bạn Liên là bị lạnh thôi. À, con biết rồi, con sẽ cho bạn Liên chiếc áo ấm của con, bạn ấy sẽ không bị lạnh nữa. Đúng rồi, con mang áo ấm qua cho bạn Liên đi. Đây, Liên nhìn nè, đây là chiếc áo ấm của em ốc sên đó. Chiếc áo ấm xịn sò nhất mà mẹ em ấy cho từ khi còn nhỏ đó. Em ấy không bị lạnh đâu. Liên còn lạnh không? Ấm cực luôn. Áo này của mình cũng ấm cực luôn. Trong cuộc sống, mỗi người đều cần sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Những lời nói động viên, cử chỉ ân cần, sự giúp đỡ chân thành, tấm lòng bao dung sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp, ấm áp hơn. Ông lão một tay. Tí sống trong một ngôi làng nhỏ, cứ chiều chiều nó lại cùng bọn trẻ con trong làng quậy phá, chơi đùa cùng nhau. Bọn nó thích nhất là đi trêu chọc hàng xóm xung quanh, và người mà nó thích trêu chọc nhất chính là một ông lão thương binh bị cụt mất một tay. Ê hê, lão cục kìa tụi bay ơi, có mỗi một tay mà bày đặt quét rác, vào nhà mà soi gương coi có giống một lão quái vật không chứ. Cả lũ cười đùa với nhau nói xấu ông một hồi, rồi quậy phá, đá tung đám rác mà ông đã thu gom cả chiều. Ông lão dù bị trêu chọc nhưng cũng không tức giận. Ông chờ tụi nó nghịch ngợm xong, rồi lại lẳng lặng quét lại lần nữa. Một buổi chiều nọ, bọn tí lại bàn bạc với nhau để trêu chọc con chó của một nhà trong làng. Nè tụi bay, con chó kia đang bị xích rồi, mình tới chọi đá chọc nó đi. Hay thôi đi mày, tao sợ lắm. Con chó nó to thế kia mà vồ vào người thì chạy kiểu gì được. Sao mày nhát thế, cái dây xích to thế kia, sao nó chạy ra đây được? Đưa tao viên đá, tao làm mẫu cho mà coi. Thế là tí cầm viên đá chọi vào người con chó. Con chó nổi điên nhảy bổ về phía bọn tí sủa ầm ĩ. Thế nhưng vì bị xích nên nó không thể chạy ra được. Đó, tụi bay thấy chưa? Đã bảo nó bị xích rồi mà. Chọi tiếp đi tụi bay. Bọn tí cứ thế chọi đá liên tục vào con chó. Con chó không thể chịu nổi nữa, nó liên tục nhảy lên để thoát khỏi chiếc xích. Và rồi chiếc xích văng ra, con chó đã thoát được. Nó hung hăng chạy thiệt nhanh về phía bọn tí. Bọn trẻ con cứ thế xô đẩy nhau mà chạy hết. Tí bị một đứa đẩy té, và rồi con chó cứ thế ngoạm vào chân tí. Tụi bay ơi, đừng chạy, cứu tao với. Có ai không? Cứu con với.
Tí cứ kêu gào mãi mà không một ai tới giúp. Bỗng từ đâu ông lão cục xuất hiện, dùng cánh tay duy nhất của mình chọc thẳng vào mắt con chó. Con chó đau đớn bỏ chạy, để lại Tí với cái chân bị cắn đang ứa máu. Ông liền vội vàng cõng Tí tới trạm y tế. Vào tới trạm y tế, sau khi đã được cô y tá băng bó, Tí đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Giờ nó mới phát hiện, hóa ra người cứu nó chính là ông lão mà ngày nào nó cũng trêu chọc. Nó hối hận lắm. Con xin lỗi ông. Ngày nào con cũng rủ các bạn tới trêu chọc ông, mà ông vẫn không ngần ngại giúp con. Có gì đâu con, ông đâu có để ý mấy lời đó đâu. Con bị chó cắn như vậy, sao mà ông bỏ mặc được. Bây giờ bọn trẻ bạn Tí thập thò ngoài cửa mới ùa vào hỏi han Tí và xin lỗi ông lão. Ông giỏi quá, chỉ có một tay mà ông lại hạ được con chó to như thế. Có gì đâu, kinh nghiệm của người già thôi con. Mà ông ơi, tại sao ông lại bị mất một tay thế ạ? Đó là trong một trận oanh tạc của giặc từ nhiều năm trước, ông cùng đồng đội đã xông pha ra chiến trường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Rất nhiều đồng đội của ông đã phải hy sinh và nằm xuống. Ông may mắn sống sót, nhưng lại mất đi một cánh tay. Thiệt sao ạ? Ông kể tiếp cho tụi con nghe đi ông. Bọn trẻ cứ thế chăm chú nghe ông lão kể những câu chuyện mà ông đã trải qua trong chiến tranh. Thỉnh thoảng lại có đứa quà lên ngưỡng mộ, có đứa lại rơi nước mắt xúc động. Trong lịch sử dân tộc, thương binh liệt sĩ đã là những người hy sinh và đóng góp to lớn cho sự nghiệp độc lập tự do của đất nước. Họ đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ đất nước và cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu mạnh hơn. Cây hoa cải. Trong khu vườn nhà ông Tư, các loài cây đang thi nhau vươn mình lên đón lấy những tia nắng ban mai của ngày hè. Tại một khoảng đất nhỏ trong vườn, bé cải vừa mới lớn đang đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Các chị hoa hồng thiệt rực rỡ làm sao, cô thực dược thì có những bộ cánh thướt tha. Ôi, ông mít thì cao lớn vạm vỡ, những trái mít thơm lừng tỏa ra khắp khu vườn. Bé cải hâm mộ lắm, nó vui sướng nói chuyện tíu tích với mọi người. Khi mình lớn lên, chắc là cũng xinh đẹp lộng lẫy giống như các anh chị, mình phải chăm chỉ để lớn thiệt nhanh mới được. Rồi mỗi ngày trôi qua, bé cải ngày nào cũng cố gắng cắm bộ rễ sâu hơn xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng, phơi nắng mỗi sớm mai. Bé cải dần lớn lên, thân cây mảnh dẻ, màu xanh ngọc biếc trải dài từ gốc tới ngọn. Bé cải lớn nhanh thiệt nha. Con sẽ cố gắng hơn nữa để có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp. Ồ, ông chúc con sớm đạt được ước muốn của mình nha. Con cảm ơn ông ạ. 10 ngày trôi qua, bé cải sốt ruột khi mình đã trưởng thành rồi, nhưng chẳng thể nở lấy một bông hoa. Bé trở nên ủ rũ buồn rầu, những chiếc lá xanh rủ xuống. Đến đêm, bé cải ngẩng đầu lên ngắm những ngôi sao xa lấp lánh mà lòng buồn buồn. Ai cũng có một vẻ đẹp riêng cho mình, còn mình thì chẳng có gì cả. Càng nghĩ càng tủi thân, bé bật khóc nức nở. Ông mít đang say giấc, bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít thì tỉnh dậy. Những loài hoa xung quanh nghe thấy tiếng khóc thì bắt đầu tìm kiếm. Ông mít cúi người xuống, thì phát hiện đó là tiếng khóc của bé cải. Sao thế bé cải? Sao con lại khóc vậy? Con thiệt kém cỏi. Mọi người ai cũng có vẻ đẹp riêng, ai cũng có công việc của riêng mình. Còn con chẳng làm được gì cả, chẳng đóng góp gì, chẳng được gì. Ai nói là con không làm được gì vậy bé cải? Mỗi người luôn có một giá trị riêng cho mình con à. Như chị Hoa Hồng thì đóng góp về sắc đẹp, ông Mít thì cung cấp trái ngọt. Còn con là người đóng góp nhiều nhất đó, con biết không? Bé cải ngừng khóc mà ngạc nhiên nhìn lên mọi người. Đúng vậy đó, những chiếc lá xanh mơn mởn của con đã cung cấp lượng thức ăn giàu dưỡng chất cho ông chủ. Cơ thể con đang mỗi ngày góp phần cung cấp một lượng oxy cho trái đất này. Nhưng con thấy mọi người ai cũng có hoa, ai cũng đẹp cả. Còn con, dù gắng sức đến mấy mà cũng chẳng có lấy một bông. Ai nói con không có hoa chứ, chỉ là hoa của con chưa tới mùa nở thôi. Đợi đến đầu đông, khi trong con đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng thì những bông hoa của con sẽ xuất hiện thôi. Thiệt vậy sao cô? Đúng vậy đó con à. Bé cải nghe thấy những điều đó thì vui sướng hẳn lên. Bé cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ cố gắng làm việc thiệt chăm chỉ.
Và rồi vào một ngày đầu đông, khi các loại cây đang thu mình lại để chuẩn bị cho giấc ngủ dài, thì ở góc vườn rực sáng những bông hoa cải vàng ươm tô điểm cho khu vườn. Wow, nhìn ở góc vườn kia, đẹp quá đi. Ba mẹ ơi, ngoài vườn những cây cải nở hoa đẹp lắm ạ. Lát cả nhà mình ra vườn chụp hình nha. Bé cải nghe thấy thế thì vui lắm. Bé cải giỏi quá, không chỉ góp phần cung cấp thức ăn mà còn làm đẹp cho khu vườn của chúng ta nữa. Các bạn ạ, trong cuộc sống này ai cũng có những giá trị của riêng mình. Đừng bao giờ đem bản thân mình so sánh với người khác. Bạn có thể đi chậm, cũng có thể đi nhanh, miễn là đừng dừng lại. Mỗi người đều có lối đi riêng của mình, cứ cẩn thận bước đi trên con đường của mình thôi, bạn nhé. Màu ước mơ. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, sẽ có một chương trình từ thiện do Đoàn Thanh niên tổ chức để quyên góp tiền xây lại phòng học cho các bạn học sinh vùng khó khăn. Oanh, Nga và nhóm bạn cùng đạt giải cuộc thi vẽ cách đây 2 năm đã thống nhất mỗi người sẽ vẽ một bức tranh mang đến tặng chương trình bán đấu giá. Oanh nghĩ ra chủ đề cho bức tranh lần này chưa? Oanh sẽ vẽ bức tranh về Tây Nguyên với mái nhà dài, những cô gái, chàng trai mặc trang phục thổ cẩm và say sưa cùng vũ điệu cồng chiêng. Nhìn vào bức tranh, mọi người có thể cảm nhận được nét văn hóa của quê hương mình đó Nga. Ý tưởng thiệt hay. Còn Nga sẽ vẽ hình ảnh những bà mẹ điều con lên nương rẫy, xới đất gieo hạt. Mới nghĩ thôi, Nga đã thấy bình yên rồi. Nhưng ba mẹ Oanh thu dọn và cất hết dụng cụ vẽ của Oanh vào kho từ đầu năm học rồi. Năm nay cuối cấp, ba mẹ muốn Oanh phải tập trung để thi đậu trường cấp 3 trọng điểm. Ba mẹ không ủng hộ ước mơ của Oanh đâu. Ba mẹ không thể nào đối xử với con như vậy được. Ước mơ của con là trở thành một họa sĩ. Lẽ nào những giải thưởng mà con đã đạt được từ các cuộc thi vẽ từ nhỏ tới giờ vẫn không khiến ba mẹ tin tưởng vào ước mơ đó ư? Rồi một ngày, con sẽ nhận ra ước mơ đó chỉ là suy nghĩ viển vông của một đứa con nít. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thì việc của con là học thiệt giỏi, đi theo con đường mà ba mẹ đã định sẵn. Như thế mới có tương lai. Con hiểu không? Ba mẹ cố gắng làm lụng cũng là để cho con ăn học thành tài. Đừng cãi lời ba mẹ nữa. Oanh về thuyết phục ba mẹ đi. Nga tin nếu ba mẹ biết được ý nghĩa tốt đẹp của việc này thì sẽ không cấm cản đâu. Nếu mình nói ra với ba mẹ, rủi ba mẹ vẫn không cho mình vẽ lại thì sao? Ba mẹ nghiêm khắc lắm. Có khi sẽ nghĩ mình nói dối. Thế là Oanh vẫn không dám xin phép ba mẹ. Oanh lén xuống nhà kho, lấy đồ vẽ giấu lên phòng, tranh thủ những lúc học bài xong và lúc sáng sớm, Oanh vẽ từng chút một bức tranh được hoàn thiện dần. Một buổi sáng nọ, dạo này mẹ thấy con tắt đèn muộn mà sáng lại dậy sớm, bài vở nhiều quá con. Dạ, năm nay cuối cấp con phải chịu khó học hành, nhưng cũng phải để ý sức khỏe. Thôi, con đi học đi, không lại trễ giờ. Mình thiệt là có lỗi với mẹ. Chưa bao giờ mình dám nói dối mẹ. Vậy mà lần này... Oanh vẽ tranh xong chưa? Nga háo hức quá. Không biết tranh mình vẽ mà bán đi sẽ mua được bao nhiêu bộ sách, bao nhiêu cuốn tập ha. Giá mà Nga đã là một họa sĩ nổi tiếng thì tranh của mình sẽ bán được nhiều tiền hơn. Oanh đã mang tranh đi gửi cho ban tổ chức rồi. Hy vọng sẽ có người thích bức tranh của mình mà mua nó. Còn hãy giải thích cho mẹ nghe những cây cọ vẽ và bút màu này là như thế nào? Những ngày vừa rồi con thức khuya dậy sớm là để vẽ tranh đúng không? Con xin lỗi mẹ, nhưng con vẽ tranh là có lý do. Mẹ không cần biết lý do của con là gì. Con đã nói dối và không nghiêm chỉnh học hành. Ngay bây giờ mẹ sẽ vứt hết những dụng cụ vẽ này của con. Mẹ! Mẹ không muốn nghe thêm gì nữa. Từ giờ con sẽ không được phép vẽ vời gì nữa hết. Tại sao lúc nào mẹ cũng ép buộc con phải như thế này, như thế kia? Có bao giờ ba mẹ hỏi coi con thích vẽ như thế nào, ước mơ của con là gì không? Con vẫn luôn cố gắng học tập để ba mẹ vui lòng. Nhưng sao ba mẹ không bao giờ cho phép con được vẽ theo mong muốn của mình? Trưa hôm đó, Oanh bỏ cơm, nằm thui thủi một mình trong phòng. Đêm, Oanh lên cơn sốt và chìm vào giấc mê man. Tỉnh dậy, Oanh đã thấy mình trong bệnh viện. Con tỉnh rồi hả? Con có thấy khó chịu ở đâu không? Con xin lỗi. Con uống nước đi. Con sốt mê man 2 ngày rồi đó. Con mê sảng vừa khóc vừa nói làm ba mẹ lo quá. Con tỉnh dậy là tốt rồi. Mẹ cũng xin lỗi vì đã trách con.
Hôm qua các anh chị bên đoàn thanh niên tới nhà gửi thơ cảm ơn bức tranh của con. Bức tranh đã được một chị sinh viên chuẩn bị đi du học ở nước ngoài mua. Nếu mẹ biết con vẽ tranh để quyên góp quỹ giúp các bạn học sinh vùng khó khăn thì mẹ sẽ không cấm con. Con rất thích vẽ mẹ à. Con muốn vẽ thiệt nhiều bức tranh nữa. Ba mẹ sẽ không cấm con nữa. Nhưng con vẫn phải chú ý việc học tập. Muốn thành một họa sĩ giỏi, truyền đạt được nhiều điều con muốn, thì con cũng phải học cho thiệt tốt đã, nghe chưa? Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình thành công, hạnh phúc. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta áp đặt quá nhiều kỳ vọng và ước mơ của mình lên đầu con trẻ, bắt chúng phải thực hiện. Liệu con có thực sự hạnh phúc khi phải sống với ước mơ gian dở của người khác? Hãy lắng nghe và tìm hiểu ước mơ của con, để có thể vun đắp hay điều chỉnh một cách nhẹ nhàng. Hãy chắp cánh cho trẻ vươn tới ước mơ để bay thiệt xa, thiệt vững vào đời. Cha mẹ nhé! Con ngựa gỗ của ba. 7 giờ 30 sáng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Các bạn học sinh vội vàng vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm một xấp bài tập làm văn. Chào lớp 3A1 thân yêu của cô. Bài tập làm văn miêu tả về món đồ chơi yêu thích vừa rồi của các con rất tốt. Như bạn Na tả về con búp bê mà mẹ mua cho, bạn Hùng nói về con robot được ba tặng, còn bạn Nam viết về chiếc máy bay điều khiển từ xa. Cô cũng rất tò mò về con ngựa gỗ mà ba của bạn Hoàng đã tự tay làm cho bạn ấy. Hoàng à, con có thể kể cho cô và các bạn nghe được không? Dạ thưa cô, trước đây con có thích một con ngựa gỗ của anh họ, nên đã đòi ba làm cho mình một con giống y như vậy. Vừa nói, Hoàng vừa cúi gằm mặt xuống đất. Ba của Hoàng đi từ ngoài sân vào nhà, cầm trên tay con ngựa gỗ vừa làm xong, tươi cười gọi Hoàng. Hoàng ơi, ra coi ba có gì cho con nè. Hoàng từ phòng chạy ra, nhận con ngựa gỗ từ tay ba. Ba, nó không giống của anh Minh. Của anh Minh đẹp hơn nhiều. Con ngựa gỗ của ba xấu lắm, đuôi còn ngắn nữa. Con không chịu đâu, ba làm con khác đi. Hoàng giận dỗi bỏ vào phòng. Ba của Hoàng nhẹ nhàng nhặt con ngựa lên, phủi lớp mùng gỗ còn bám trên mình nó. Gương mặt ông tỏ vẻ buồn rầu, nhìn mãi vào con ngựa đang cầm trên tay, rồi lại nhìn cửa phòng của Hoàng. Ông đầy hụt hẫng khi món đồ chơi mà ông dành cả tâm huyết làm cho Hoàng bị từ chối. Từ dưới bếp, mẹ Hoàng đã nhìn thấy hết chuyện. Bà cảm thấy buồn lòng và bước đến cạnh Hoàng. Con à, con có biết rằng ba con làm ra con ngựa gỗ đó rất cực khổ không? Ba con cũng chẳng phải thợ mộc, nhưng vẫn sẵn sàng dành rất nhiều thời gian ngồi một chỗ để làm con ngựa gỗ cho con. Tay của ba xuất hiện nhiều vết thương khi làm đồ chơi cho con đó. Nhưng mà con... Nào, bình tĩnh, nghe mẹ nói hết đấy nào. Khi mà ba con đã dành tình yêu thương để làm con ngựa gỗ cho con, thì con đã làm gì? Con vứt nó xuống sàn đúng không? Như vậy là con còn không thương ba, không trân trọng tình yêu mà ba đã dành cho con rồi. Mẹ muốn con trai của mẹ là một em bé ngoan, biết cảm ơn và trân trọng tình yêu thương mà mọi người dành cho mình. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi ạ. Vậy bây giờ con biết phải làm gì chưa? Dạ rồi ạ. Dưới gốc cây xoài sau vườn, ba Hoàng đang cẩn thận dùng búa và đục tỉ mỉ sửa lại con ngựa gỗ. Chốc chốc lại lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Dù vừa rồi Hoàng đã vứt con ngựa xuống sàn, nhưng ông không hề la mắng mà kiên nhẫn nhặt lên và mang đi sửa lại. Tình yêu mà ba dành cho Hoàng thiệt lớn lao, nguyện làm mọi thứ cho con mình. Ba ơi, con xin lỗi ba, vì hồi nãy con đã không ngoan. Ba tha lỗi cho con nha ba. Không sao đâu, mặt trời nhỏ của ba. Nào, tới đây coi coi chiếc đuôi ba vừa làm đủ to chưa nào. Sao ba gọi con là mặt trời nhỏ thế ạ? Vì ba rất yêu con. Dạ, con cũng yêu ba nhiều lắm. Con ngựa gỗ của ba con tuy không đẹp như những con ngựa khác, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một con mà thôi. Và nó được làm từ tình yêu mà ba dành cho con. Vì vậy, đó chính là món đồ chơi mà con yêu thích nhất. Sau khi nghe Hoàng kể lại câu chuyện, tiếng vỗ tay của các bạn vang lên. Ai ai cũng muốn có một món đồ chơi giống như vậy. Nhìn con ngựa gỗ trên bàn, Hoàng cảm thấy thật tự hào và hãnh diện. Đây là món quà vô giá,
là tất cả tình yêu thương của ba mà không gì có thể thay thế được. Món đồ chơi dù đẹp hay xấu thì nó luôn chứa đựng tình yêu thương mà ba mẹ đã dành tặng cho mình. Phải biết quý trọng, bởi nó không đơn giản chỉ là một món đồ vật, mà hơn cả chính là giá trị tinh thần mà chúng mang tới. Hạnh phúc gia đình. Nga sống trong một gia đình dù không thiếu thốn gì, nhưng nó lại không thấy hạnh phúc. Mẹ Nga ở nhà làm nội trợ. Bởi vậy cuộc sống gia đình Nga gần như đều dựa vào tiền lương của ba Nga. Ba ngày nào đi làm về là lại ngồi chơi, không giúp gì cho mẹ. Ba luôn lấy lý do đi làm vất vả nên không muốn động tay động chân vào việc nhà. Anh quét nốt giùm em cái nhà để em còn vào nấu cơm. Sắp tối rồi, để cái Nga ăn rồi còn học bài nữa. Em đi mà quét, anh mệt lắm. Đi làm từ sáng tới giờ mới được nghỉ ngơi, làm gì còn sức mà quét nhà. Nga tuy còn nhỏ nhưng thấy mẹ làm việc nhà mệt mỏi, nó thương mẹ lắm. Mẹ cứ đi nấu cơm đi ạ, để nhà con quét nốt cho mẹ nha. Một bữa Nga bị bệnh, ho không ngừng, mẹ nó lo lắm. Với số tiền ba cho mẹ mỗi tháng thì không đủ để đưa Nga đi viện. Nga nó ho mấy bữa nay rồi anh à. Em đã cho con uống thuốc rồi mà con không đỡ chút nào. Hay anh đưa em tiền để em cho con đi viện khám coi sao. Lại tiền? Sao lúc nào em cũng chỉ biết đòi tiền thế? Con mới ho có chút xíu thế kia, tới viện để làm gì? Con nó ho với sốt gần 3 ngày nay rồi. Anh không thương con hay sao mà lại nói như thế? Em có biết đi làm kiếm được ra đồng tiền vất vả thế nào không? Sao em không hiểu cho anh mà cứ tiêu xài hoang phí thế? Lần nào cũng vậy, sau câu nói đó của ba, mẹ chỉ biết im lặng và nuốt nước mắt vào trong. Thế rồi đến ngày hôm sau, Nga sốt rất cao, dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm. Mẹ Nga đành phải mượn tiền họ hàng xung quanh để đưa Nga đi viện. Ngồi ngoài hành lang, mẹ lo lắng gọi ngay cho ba. Sao em đã đưa con tới viện rồi? Anh đã nói mua thuốc cho con uống là được rồi. Tới viện làm gì rồi lại tốn cả đống tiền? Em đã cho con uống thuốc rồi đó chứ. Nhưng con mãi không đỡ thì em biết làm thế nào? Lỡ con có mệnh hệ gì thì em biết sống làm sao? Em nói linh tinh cái gì thế? Uống thuốc thì làm sao mà đỡ liền được? Em không phải đi làm nên nghĩ kiếm tiền dễ lắm đúng không? Cảm phiền anh không gây ồn, ở đây là bệnh viện. Bé nhà anh chị bị viêm phế quản nặng, may mà tới viện kịp lúc nên giờ bé đã ổn hơn rồi. Nếu chữa muộn hơn, có thể dẫn tới viêm phổi. Dù chữa khỏi thì nguy cơ rất cao phải chịu nhiều biến chứng cũng như di chứng. Mong anh chị có thể để ý tới bé nhiều hơn để tránh bé bị bệnh nặng thế này lần nữa. Ba lặng người đi không biết nói gì. Ba cảm thấy rất hối hận và có lỗi với mẹ con Nga. Ba ơi, con khỏe rồi, không cần tốn tiền đi viện nữa đâu. Ba đừng la mẹ nữa nha. Ba không la mẹ nữa đâu, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi con. Anh xin lỗi. Bấy lâu nay anh đã không quan tâm tới mẹ con em. Anh chỉ biết đi kiếm tiền rồi về nhà chỉ trích mắng mỏ em, mà không biết em đã phải chăm sóc gia đình vất vả đến thế nào. Anh hứa từ nay sẽ giúp em làm việc nhà và để ý tới con chúng ta nhiều hơn nha em. Hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng, yêu thương và thông cảm lẫn nhau. Không nên chỉ vì kiếm tiền nhiều hơn mà có quyền chỉ trích la mắng người còn lại. Hãy chia sẻ với nhau những lo toan trong cuộc sống, cùng chăm sóc con cái, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng giải quyết những vấn đề nảy sinh. Sự đồng lòng như thế sẽ giúp gia đình mạnh hơn và yêu thương nhau hơn nữa. Mua muối. Ngày xưa có cô gái xinh đẹp luôn chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài. Một bữa cô đi mua muối, trên đường gặp một ông cụ ăn xin. Ông lão này quần áo rách rưới, bạc màu, thân hình gầy gò ốm yếu, duy chỉ có đôi mắt còn sáng rõ láo liên nhìn dòng người đi lại, trông mong chút tiền bố thí.
để cái tô giữa đường thế này? Ôi, xin lỗi, xin lỗi cô. Xui quá. Vừa ra đường đã đụng phải ông lão bẩn thỉu. Cô vừa tránh xa ông lão và bỏ đi. Cô bước tới một sạp muối nhỏ. Chị gái mua muối à? Thằng nhỏ mặt mũi dơ bẩn như thế này, liệu muối nó bán có sạch sẽ không ta? Thôi, thiếu gì chỗ bán. Tội gì. Thôi, chị không mua đâu, khỏi bán. Ôi cha, trật chân rồi, ai giúp tôi với? Cô có sao không ạ? Để con dìu cô ra gốc cây kia nghỉ tạm ạ. Con ơi, cô bất hạnh quá. Vừa nãy gặp bọn cướp ở cuối đường kia, chạy đuổi theo hụt cả hơi, không được mà còn bị ngã trật chân. Tội nghiệp cô. Cô đừng buồn quá. Mặt mấy tên cướp chẳng thấy đâu rồi. Giờ chẳng biết về nhà cô phải nói sao với ông nhà đây. Con ơi. Hay là con có chút tiền cho cô mượn tạm. Con ở đầu xóm này chẳng giúp gì được. Khi nào cô kiếm lại được, có thể trả cho con. Ôi, thế thì tốt quá. Cảm ơn con nha. Con gái tốt bụng quá. Cửa hàng lớn như thế này, muối chắc là sạch sẽ lắm. Tiền của mình đâu rồi? Nút cột túi còn y nguyên. Nãy mình còn mở túi lấy tiền cho bà cô. Không lẽ bị bà ta trộm rồi? Ôi trời ơi, giờ còn chẳng có tiền mua gói muối còn con nữa. Cô gái thấy buồn vô cùng. Cô không hiểu vì sao lòng tốt của mình lại bị lợi dụng như vậy. Cô thất thểu đi ra khỏi cửa hàng muối. Đi chưa được mấy bước, một giọng nói khàn khàn gọi cô lại. Con ơi, con rớt túi tiền kìa. Túi tiền của mình là ông lão ăn xin hồi nãy mà. Cô quay lại, thấy túi tiền mình làm rơi không xa đó. Gần đó chính là ông cụ mà cô bịt mũi tránh khỏi hồi nãy. Lần này cô làm rớt túi tiền của mình thiệt. Tuy chỉ là chiếc túi rỗng, nhưng bỗng dưng lòng cô nghẹn lại. Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Tục ngữ có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ. Để đánh giá một người là tốt hay xấu, ta cần phải tiếp xúc lâu dài với người đó mới có thể cảm nhận được tâm tư của họ. Gấu con bị đau bụng. Gấu con ăn giỏi lắm, một lúc có thể ăn được 5 cái bánh nướng to tướng. Không chỉ ăn nhiều, gấu con còn ăn rất nhanh. Bữa đó là sinh nhật thỏ con, mẹ đưa một hũ mật lớn cho gấu con và dặn dò cẩn thận. Gấu con ơi, bữa nay mẹ đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật thỏ con một hũ mật lớn. Tối đi sinh nhật, con đem hũ mật qua cho bạn. Nhớ là không được tự tiện lấy ra ăn, chờ bạn thỏ lấy ra mời các bạn, lúc đó mới được ăn nghe không? Ui, hũ mật nhìn to quá, mùi thơm quá đi. Dạ, con nhớ rồi ạ. Cả ngày hôm đó gấu nhìn hũ mật mà chết thèm. Nhưng gấu là chú gấu con vâng lời. Gấu tự nhủ với bản thân, hũ mật nhìn ngon quá đi, nhìn mà thấy đói bụng quá. Nhưng mẹ dặn rồi, mình không thể ăn mất được. Ăn hết hũ mật thì không còn gì quý giá mang tặng thỏ. À, hay là ăn cái khác đi, vậy mình sẽ không sợ ăn mất hũ mật của thỏ nữa. Nghĩ rồi gấu lôi trong tủ ra, nào cá, nào bánh nướng, nào trái cây. Trong tủ có bao nhiêu đồ ăn, gấu cũng lấy ra hết. Gấu ăn ngấu ăn nghiến, nhanh chóng ăn hết cả tủ đồ ăn. Trời cũng dần dần trở về tối. Ăn ngon quá đi, nhưng mà vẫn thèm hũ mật quá. Trời tối rồi sao? Thế thì tuyệt quá, mang hũ mật qua nhà thỏ dự sinh nhật thôi. Gấu hào hứng ôm hũ mật mang qua nhà thỏ. Thỏ vui lắm, nhận hũ mật từ gấu rồi vui vẻ đặt hũ mật dưới bàn tiệc. Tiệc của thỏ nào bánh kẹo, trái cây, bày biện đẹp mắt. À, tiệc của thỏ nhiều bánh kẹo, nhìn ngon quá đi. Mình chưa ăn loại bánh này bao giờ, mùi vị chắc là ngon phải biết. Thế là gấu vui vẻ ngồi ăn bánh kẹo trước mặt mình.
Chị đoán sao mà giấy gói bánh kẹo đã một đống xung quanh chỗ gấu ngồi. Ôi da, sao vậy ta? Cậu sao thế? Mẹ mình nói ăn nhanh quá bị đau bụng có gấu. Cậu ăn từ từ thôi. Không sao, mình ăn nhanh quen rồi. Bụng mình tốt lắm luôn. Giờ không thấy đau nữa nè. Bữa nay gấu tặng mình một hũ mật siêu to siêu thơm. Chắc chắn rất ngon. Cảm ơn gấu nhiều nha. Giờ mình sẽ chia cho mọi người cùng thưởng thức hũ mật thơm ngon của gấu. Gấu ơi, đây là phần của cậu nè. Thích quá đi. Cảm ơn thỏ nha. Gấu hâm hở xúc một muỗng mật nhưng chưa kịp thưởng thức. Bỗng dưng một cơn đau bụng ập tới khiến gấu nhăn nhó. Ôi đau bụng quá, đau bụng quá. Mẹ ơi. Ôi bạn gấu sao thế? Mình đau bụng quá thỏ ơi. Hình như hồi nãy gấu cũng hơi đau bụng hay sao đó. Hai tụi mình đưa bạn tới nhà bác sĩ mèo thôi. Thế là mọi người nhanh chóng đưa gấu tới gặp bác sĩ mèo. Ai cũng lo lắng đứng xung quanh xem tình hình của gấu. Cậu đã đỡ hơn chưa gấu? Hồi nãy uống thuốc của bác sĩ mèo, mình đã thấy khá hơn rồi. Bác sĩ mèo ơi, vậy là bạn gấu bị làm sao hả bác? Lúc khám cho gấu, gấu đã kể về những gì hôm nay bạn đã ăn. Với số lượng đồ ăn nhiều và tốc độ ăn nhanh như của gấu, bao tử của bạn sẽ bị mệt vì phải làm việc liên tục để tiêu hóa nhiều đồ ăn trong bụng. Đồng thời, vì gấu ăn quá nhanh, thức ăn của bạn khi nuốt còn khá lớn, bao tử sẽ càng vất vả hơn để tiêu hóa hết thức ăn mà bạn ăn. Bác sĩ ơi, vậy là do con ăn quá nhanh và quá nhiều nên mới bị đau bụng như vậy ạ? Đúng rồi gấu con ạ. Vậy từ giờ con sẽ không ăn quá nhiều. Khi nhai sẽ nhai thiệt kỹ và từ tốn để không bị đau bụng nữa hả? Bài học về sự chủ quan. Một lần, nhà trường tổ chức một cuộc thi viết văn về chủ đề ước mơ của em. Lan đã rất chăm chỉ ôn luyện để có thể làm tốt bài dự thi của mình. Mỗi khi đi học về, Lan đều ngồi ngay vào bàn học, đọc nhiều sách tham khảo và luyện viết thiệt nhiều. Sau nhiều ngày miệt mài chăm chỉ học tập, Lan đã hoàn thành bài dự thi để nộp cho nhà trường và đã làm rạng rỡ cả lớp khi đoạt giải nhất. Sau cuộc thi ước mơ của em, lớp chúng ta đã rất vinh dự có bạn Lan đạt giải nhất trong cuộc thi. Đây vừa là một vinh dự cho lớp, vừa là một thành công rất đáng tuyên dương cho bạn Lan. Cả lớp chúng ta hãy cho bạn Lan một tràng vỗ tay nào. Thế là một tràng vỗ tay dưới lớp vang lên, nhiều bạn còn vừa vỗ tay vừa chúc mừng, không ngừng hoan hô Lan. Con cảm ơn cô ạ. Mình cảm ơn các bạn. Lan giỏi quá, sau này phải nhờ cậu chỉ bài cho mình đó nha. Lan ơi, ngưỡng mộ quá. Bao giờ mới văn thơ lai láng như Lan đi. Lần này cậu đạt giải văn nhất trường, làm mát mặt cả lớp lắm luôn đó. Có gì đâu, các cậu cứ khen mình hoài. Làm sao cậu viết mà đoạt giải nhất vậy? Mình không biết phải viết gì luôn. Nếu không phải là cuộc thi bắt buộc thì chắc mình không tham gia quá. Dễ ợt, mình cứ đặt bút xuống là viết được mà. Bài văn đó, mình viết một lèo là xong rồi đó. Nghe Lan nói xong, các bạn lại càng trầm trồ. Lời khen cũng liên tục, không dứt, cho tới khi hết buổi học. Mẹ ơi, con được giải nhất cuộc thi viết văn ở trường đó mẹ. Mỹ và Điệp đều phải đi học thêm văn, mà cũng không được giải cao bằng con. Mẹ thấy con có giỏi không? Con của mẹ là giỏi nhất. Thế thì bữa nay mẹ sẽ làm món bánh dâu mà con thích ăn nhất để chúc mừng con nha. Wow, thích quá đi. Mẹ là tuyệt nhất. Con của mẹ thế này thì cần gì phải học văn nữa. Với khả năng hiện tại của con thì bài văn nào con cũng làm được hết cho mà coi. Làng của mẹ là giỏi nhất rồi. Nhưng con đừng chủ quan. Nếu không rèn luyện và học tập thường xuyên thì sẽ rất khó để đạt được thành tích tốt như bây giờ. Con hiểu không? Kể từ khi được giải nhất, Lan không còn ngồi ngay vào bàn mỗi khi đi học về nữa. Việc đầu tiên mỗi khi đi về nhà của Lan là lôi những cuốn truyện tranh yêu thích của mình ra đọc bù cho những lần ôn luyện. Một ngày nọ, sắp tới trường chúng ta sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi văn cấp cụm. Lan và Điệp là hai bạn có thành tích rất tốt trong môn văn. Cô xin đề cử hai bạn đi dự giải thi cho trường lần này. Hai bạn có đồng ý không? Vâng, con sẽ cố gắng ạ. Con sẽ cố gắng đoạt giải cao nhất ạ.
Mỗi ngày sau đó, cứ tới giờ ra chơi, Điệp đều tranh thủ lôi bài ra đọc và học. Lan thì ngược lại, cứ có thời gian rảnh ở trên lớp hay ở nhà là Lan sẽ đọc truyện hoặc chơi điện thoại. Khi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, lần thi học sinh giỏi cấp cụm này, trường ta vinh dự có bạn Điệp đoạt giải nhì môn văn. Cô xin chúc mừng con nha Điệp. Con hãy cố gắng phát huy nha. Cả lớp hãy cho Điệp một tràng vỗ tay nào. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Thưa cô, còn con thì sao ạ? Cô rất tiếc, nhưng lần này Lan không được giải. Điểm của con lần này cũng không cao. Có lẽ bài thi cấp cụm có hơi khó so với học lực của con. Nhưng con đừng nhục chí, lần sau Lan cũng cố gắng lên nha. Ui cha, tưởng bạn Lan học giỏi như thế nào, hóa ra Điệp còn giỏi hơn. Cậu đừng buồn quá, cuộc thi lần trước mình thấy Lan làm văn rất giỏi nên mình ngưỡng mộ hoài. Lần thi này mình đã học tập Lan, cứ hễ có thời gian rảnh là lôi văn ra đọc và tập viết thiệt nhiều. Mình viết nhiều tới mức chai cả tay luôn nè. Mình thấy rằng nếu mình không có hình mẫu là Lan, có khi mình đã không đạt được thành tích như bây giờ. Cảm ơn Lan nhiều lắm. Vậy ra Điệp đã cố gắng nhiều như vậy ư? Còn mình chứ tự coi mình là giỏi mà đã không thèm cố gắng. Mẹ nói đúng, nếu không rèn luyện và học tập thường xuyên thì không thể đạt được thành tích tốt. Không nên vì những thành công nhỏ trước mắt mà tự đánh giá cao bản thân, khiến bản thân mình nhục chí, bỏ lỡ những thành công khác mà mình có thể đạt được trong tương lai. Chiếc lồng chim. Trong làng có ông Tư nổi tiếng là người có tài nuôi chim. Ông có cả một bộ sưu tập những chú chim xinh đẹp hót hay. Một bữa, ông ba hàng xóm qua nhà ông Tư chơi. Tôi thấy những con chim đó của ông chẳng thú vị gì hết. Ông dành nhiều thời gian cho chúng vậy, chẳng bằng chơi một ván cờ. Ai chẳng có thú vui cho riêng mình. Ông mắc cười quá ha. Thôi, ông lẹ lên, vào đấu với tôi một ván cờ, kẻo mặt trời sắp xuống núi rồi kia kìa. Ông Tư nghe thế cũng chỉ thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi. Đây là bộ cờ có 102 đó, con trai cả của tôi đã đặt thiết kế riêng cho tôi cho ông coi. Bộ cờ được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt, ông Tư nhìn chăm chú mà gật đầu. Bộ cờ này được thiết kế riêng đó, cái thú chơi chim tầm thường đó của ông sao có thể sánh được với bộ cờ này của tôi kia chứ? Tôi sẽ khiến ông phải tự mình mua chim về nuôi cho coi. Đó là một việc không bao giờ xảy ra. Tôi có thích chim chóc gì đâu mà nuôi kia chứ. Hai ngày sau, ông Tư cầm một chiếc lồng chim được gia công tỉ mỉ, vô cùng đẹp mắt qua nhà ông ba. Ông qua rồi à? Vào đây vào đây. Nhìn cho tôi cái nước cờ này, mãi mà tôi nghĩ không ra. Cái này tôi mới làm đó. Ông nhìn coi nó có đẹp không? Tôi thấy nhà ông chẳng có vật trang trí nào nên mang qua tặng ông. Ông ba nhìn thấy cái lồng thiệt đẹp nên thích thú, nhận lấy. Treo lên trước hiên nhà ngắm nghía. Ông Tư thấy vậy thì tủm tỉm cười. Ngày hôm sau, em gái ông ba qua nhà chơi. Thấy trước hiên nhà là một chiếc lồng chim rỗng, liền hỏi. Anh ơi, con chim trong chiếc lồng kia đâu rồi? Cái lồng đó là ông Tư tặng treo trang trí thôi, chứ có chim cò gì đâu. Bà Lan nghe thế thì cũng gật đầu. Tới chiều tối, gia đình thằng con trai lớn của ông ba về chơi. Ba ơi, con chim trong cái lồng trên kia đâu rồi? Ba tìm coi, không khéo nó bay đi đâu mất đó. Cái lồng đó là để trang trí thôi, chứ ta nuôi chim làm gì. Hòa thấy ông nói thế thì chỉ lẳng lặng đi vào nhà. Sáng hôm sau, sau khi tiễn gia đình con lớn về thành phố, ông gặp ông Lâm ở đầu làng. Hai người lâu ngày không gặp thì tai bắt mặt mừng. Ông ba mời ông Lâm về nhà mình chơi. Ông có thú vui mới rồi à? Nuôi chim kia đó. Mà con chim của ông đâu? Cho tôi coi nào. Ôi, nào có chim cò gì đâu. Thế cái lồng kia là sao? Để trang trí đó. Thấy nó trống quá nên để đó. Ông có thú vui hay thiệt đó. Khi ông Lâm đi về, ông ba đứng nhìn cái lồng mà trầm ngâm. Hay là mình đi mua con chim nhốt vào đó để tránh ai vào cũng hỏi. Mà giải thích mệt cả người. Vì thế, ông ba đã mua một con chim về nuôi trong lồng. Mấy ngày sau, ông Tư lại lần nữa qua nhà ông ba đánh cờ. Khi đi tới hiên nhà, ông nhìn thấy trong chiếc lồng
giờ đây đã xuất hiện thêm một chú chim. Ông mới cười mỉm bước vào nhà. Tôi đã nói là sẽ khiến ông phải tự mua một con chim về nuôi mà. Lúc này ông ba mới ngớ người một lát, chợt nhận ra mình đã nghe theo lời của ông Tư từ lúc nào không hay. Các bạn ạ, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ bị chi phối bởi các áp lực từ xã hội mà quyết định làm những việc mình không hề mong muốn hoặc không đem lại niềm vui, lợi ích cho mình. Giống như ông ba, không có sở thích nuôi chim, nhưng lại mua một chú chim vì áp lực đến từ mọi người xung quanh. Vì vậy, bạn cần ý thức được về quyền được quyết định vấn đề của chính mình. Đôi khi cần phải đấu tranh để bảo vệ quyền tự quyết đó, bạn nhé. Đặt tờ báo xuống. John bước lên chuyến xe buýt đi về phía ngoại ô thành phố. Các hành khách co rúm người trong những chiếc áo dài cộp, chẳng ai phát ra tiếng động gì. Mặc dù ngày nào John cũng gặp phần lớn những người này, nhưng tất cả hầu như đều chỉ muốn dúi mặt sau những tờ báo. Có lẽ tất cả những con người trên chuyến xe buýt này đang tận dụng bề mặt mỏng tang của tờ báo để giữ khoảng cách với nhau chăng? Tôi là tài xế của các bạn đây. Có chuyện gì thế nhỉ? Tất cả hãy bỏ báo xuống. Tất cả các tờ báo đều được đặt xuống. Bác tài đang đợi. Các hành khách đều gấp báo lại, đặt lên đùi. Bây giờ các bạn hãy quay mặt qua người kế bên mình. Quay! Điều ngạc nhiên là các hành khách đều làm đúng như lời bác tài nói, nhưng vẫn không có ai nở một nụ cười nào. Họ chỉ làm theo một cách máy móc. Ồ, lại là người quen. Hình như ngày nào mình cũng gặp bà ấy trên chuyến xe buýt này. Bác tài đang muốn làm điều gì tiếp nữa đây? Bây giờ hãy nói theo tôi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tất cả con người ngồi trên chiếc xe buýt này cứ như những học sinh tiểu học vậy, đồng thanh nói với người xa lạ ngồi kế mình câu chào đơn giản mà sao nghe chẳng tự nhiên chút nào. Cứ như đây là lần đầu tiên họ mở miệng nói câu đó hay sao ấy. May quá, tôi cứ tưởng trên xe bị khủng bố hay là cướp. Hóa ra không phải thế. Hóa ra bác tài chỉ muốn nhắc nhở chúng ta về phép lịch sự đơn giản. Có thế mà đôi khi chúng ta vô tình quên đó. Bác tài đúng là kỳ quái. Bây giờ cảnh ngượng ngùng đã biến mất. Mọi người trên xe trò chuyện với nhau, xóa bỏ ranh giới. Câu nói chào buổi sáng đã không còn khó nói nữa. Có một số người còn nói đi nói lại nhiều lần. Cũng có người bắt tay, nhiều người cười ồ lên. Bác tài đã không cần phải nói gì thêm. Chẳng ai còn cầm tờ báo lên nữa. Mọi người cười nói rôm rã, cái âm thanh ấm áp mà chiếc xe buýt này từ lâu không hề có. Giữa người và người, giao lưu với nhau, luôn cần đến sự chủ động cho đi sự chân tình của mình. Thực ra trong cuộc sống hiện thực, mọi người đều rất hay trì trệ. Những lúc như thế, bạn đừng ngại mỉm cười với đối phương. Cái bạn được nhận lại sẽ vô cùng thú vị. Vợ anh có đẹp bằng em không? 25 tuổi, tôi cưới vợ. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi thì thầm. Con nên suy nghĩ thì kỹ. Mẹ thấy nó liễu yếu đào tơ, con nhà giàu có. Sợ lấy con rồi không quen chịu khổ, rồi được 3-7-21 ngày thôi. Không muốn mang tiếng cậy nhờ nhà vợ, tôi bắt đầu mọi thứ bằng hai bàn tay trắng và nghị lực của mình. Vợ tôi vì không muốn chồng mình tự ái cũng từ chối sự trợ giúp của gia đình. Em, từ một tiểu thơ quen lụa là nhung gấm, sau khi lấy chồng bỗng như lột xác thành một con người khác, giản dị và chịu khó như bao nhiêu cô gái lấy chồng nghèo khổ. Kinh tế dần ổn định, rồi chúng tôi có con. Cuộc sống dần phất lên như diều gặp gió. Tôi đã trở thành một ông chủ. Vợ ảnh đúng là con mắt nhìn người. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vợ tôi.
người bạn đời đã đồng hành cùng tôi qua bao chặng đường gian khó. Nếu không có vợ tôi tin tưởng, không có vợ tôi đồng tâm, chắc chắn tôi đã không có được ngày hôm nay. Cho đến ngày tôi gặp nàng, nàng 20 tuổi, đang là sinh viên, rất xinh đẹp, quyến rũ và năng động. Chào anh, em có thể làm quen với anh được không? Thế thì vinh dự cho anh quá. Tối nay cho anh được mời người đẹp bữa tối nha. Dạ. Đúng là có tiền, mua tiên cũng được. Sau bữa tối ở khách sạn, tôi đặt phòng nghỉ. Tình một đêm. Thực ra cũng có cái gì đó rất hấp dẫn và thú vị. Anh nói đi, vợ anh có đẹp bằng em không? Vợ anh... Cổ tất nhiên không đẹp bằng em, nhưng... Xin lỗi em, anh chợt nhớ ra là có việc phải đi bây giờ. Tiền phòng anh đã trả, còn đây là tiền taxi, em tự đi về nhé. Anh, sao anh lại đối xử với em như thế chứ? Hình như lâu rồi mình không ăn tối ở nhà với đủ lý do. Nào bận họp, bận tiếp khách, bận ký hợp đồng. Cổ dường như đã quen với điều đó đến mức không còn hỏi nữa. Anh hạnh phúc quá. Nhất định khi nào anh thành đạt, kiếm được nhiều tiền, chắc chắn anh sẽ làm cho em trở thành một bà hoàng, khiến mọi người phải ghen tị. Em không cần trở thành một bà hoàng. Em chỉ cần chúng mình thương nhau mãi thôi. Và giờ khi đã trở nên giàu có, mình đã biến cổ thành một người phụ nữ cô đơn. Vợ tôi có đẹp bằng cô không ư? Không, vợ tôi, cô rõ ràng không còn đẹp. Sau hai lần sinh nở, mái tóc đã thưa hơn, bầu ngực đã chảy xệ, bụng chằng chịt những vết rạn trắng mờ. Bàn tay của cổ cũng không còn mềm mại mượt mà, dáng hình cũng không còn thon gọn nữa. Em có nên đi thẩm mỹ không? Anh yêu em vì những gì em có. Đừng làm đau bản thân mình. Ai rồi chẳng phải già đi. Vợ đã cùng tôi đi qua những tháng năm khốn khó, không một lời chê trách than phiền. Vì tôi mà tập lăn lộn mưu sinh. Vì tôi mà cam tâm chịu khổ. Em yêu tôi bằng một niềm tin bất diệt, rằng rồi có ngày gia đình sẽ thấy rằng em lựa chọn đúng. Nhưng giờ... Sau bao nhiêu năm chung sống, khi giai đoạn khó khăn đã qua, cuối cùng em đã chọn đúng hay sai? Tôi đã mua cho em một ngôi nhà to rộng, nhưng lại không cùng nhen lửa ấm. Tôi đem đến cho em cuộc sống đủ đầy, nhưng lại lấy đi của em nụ cười. Em có thể chịu khổ được, nhưng bọn trẻ nó còn nhỏ quá. Anh có thể vì chúng không? Anh không vì em, vì con thì vì ai? Bữa nay ba không phải tiếp khách à? Ba mẹ con chuẩn bị ăn cơm. Em tưởng bữa nay anh cũng không ăn cơm nhà, nên làm bữa khá đơn giản. Anh muốn ăn món gì để em làm thêm? Từ nay đừng cắt suất bữa tối của anh nữa nha. Vợ à, khi cười em vẫn rất xinh đẹp, dù hai đôi mắt đã bắt đầu hằn lên những vết chân chim. Mọi cuộc vui là phù phiếm, chẳng đem lại cho mình gì cả. Chỉ có niềm vui của gia đình mới cho mình hạnh phúc bền vững. Mài sắc nên kim. Ngày xưa, có cậu bé rất mãi chơi, làm việc gì cũng mau chán. Gia cảnh giàu có, tư chất thông minh, nên cậu nghĩ không cần phải mất công học tập. Mỗi khi cầm cuốn sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngấp ngắn ngấp dài, rồi bỏ dở. Những lúc viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. Nhà mình giàu có, mình lại thông minh vốn sẵn rồi,
cần gì phải mất công học hành. Đi chơi một lát cho đầu óc thoải mái thôi. Bách, con có vào ôn bài cho xong không? Bách đâu? Dạ thưa ông, hồi nãy cậu chủ chạy ra ngoài rồi ạ. Chắc lại đi chơi đó. Dù có thông minh đến đâu mà không chịu rèn giũa thì làm sao con có thể thành tài được chứ? Một hôm, cậu bé từ lớp học lẻn ra ngoài, lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia. Rồi cậu bé đến gần nhà một người nọ, nhìn thấy một bà lão hết sức chăm chú mài một thanh sắt lên một tảng đá. Ủa, lạ ghê, mình chưa thấy ai làm như bà cụ. Đến hỏi xem sao. Bà ơi, bà mài thanh sắt này để làm gì thế ạ? Bà muốn mài một cây kim thêu. Ủa, mài một thanh sắt lớn như thế thành một cây kim thêu bé xíu, sao có thể làm được chứ? Thế bà phải mài mất bao lâu ạ? Con à, con đừng nghĩ là không làm được. Chỉ cần ngày nào cũng mài, kiên trì, nhất định sẽ có thể mài thành kim. Giống như con đi học đó, mỗi ngày con học một ít, sẽ có ngày con thành tài. Dạ, thế thì con hiểu rồi. Thôi, con chào bà, con phải về nhà học bài đây ạ. Bất kỳ thành công nào cũng đều cần phải cố gắng hết sức, kiên trì làm đến cùng. Nếu không, bạn không bao giờ có thể có được tất cả những gì mà mình muốn đạt được. Học đến nơi đến chốn không bao giờ là thừa. Từ lâu, chim ác đã nổi tiếng với kỹ thuật xây tổ. Chim chóc từ khắp nơi trong rừng bay tới chỗ chim ác là trú ngụ để xin học cách làm tổ. Vào một buổi sớm, chim chóc tụ họp để nghe ác là lên lớp giảng bài. Phải bắt đầu làm gì và làm như thế nào? Các bạn hãy tập trung quan sát cho kỹ nha. Trước tiên, chúng ta lấy bùn đất nhào nặn thành một hình tròn, giống như trái bưởi. Chà, thì ra là như thế. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ có thế thôi à. Nếu thế thì ngồi đây làm gì cho mất thời gian. Thôi, tôi xin cứu. Nói rồi sáo đen bay đi, tự coi mình đã học xong. Kể từ đó, loài sáo đen chỉ biết lấy bùn đất nhào nặn thành một hình tròn tròn làm tổ. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ dùng các cành cây xếp xung quanh khuôn tổ đã được nhào nặn bằng bùn đất. Bây giờ thì tôi đã rõ các cách làm. Nói rồi sáo sầu bay về miền đất của mình xây tổ. Nhưng sáo sầu mới chỉ học được một phần sơ sài cách làm tổ của ác là, đã vội bỏ đi. Vì thế loài sáo sầu cũng chỉ làm được kiểu tổ sơ sài mà thôi. Sau khi xếp cành cây xung quanh, chúng ta lại trát tiếp một lớp bùn đất bên ngoài như thế này nha. Thì ra là thế. Thế là đủ cả. Nói rồi cú bay thẳng, coi như bài học đã xong. Do đó tổ cú cũng chỉ dừng lại ở cách xây dựng như thế. Tôi đang muốn có một chiếc tổ như vậy, nó sẽ rất bền và đẹp. Chim sẻ phấn khởi bay về nhà mình làm tổ mới theo cách đã học được. Chà, tổ mới của mình đẹp quá, đúng là không bỏ công quan sát kỹ và lâu. Thế nhưng ác là vẫn lấy thêm lông mềm của nó và các vải vụn nó lượm được ở các bãi rác xếp trong lòng tổ cho êm và ấm cúng.
Lúc này chiếc tổ đã khác xa với cái tổ ban đầu. Chỉ đến lúc này ác là mới dừng công việc xây tổ. Tôi rất thích cách xây tổ này. Cảm ơn anh đã nhiệt tình chỉ dạy. Kể từ đó, chỉ có tổ sáo đá là giống tổ ác là, kín đáo, ấm cúng và tiện lợi. Những con chim khác không chịu học đến đầu đến đuôi, nhưng lại vội vã cho là đủ. Chúng cũng làm ra tổ, nhưng tổ của chúng xấu xí, bất tiện, kém xa tổ ác là. Học gì cũng phải đến nơi đến chốn. Bài học này không bao giờ là thừa, bởi lẽ kiến thức trên đời là vô tận. Hiểu biết nhiều thì mới có được thành công. Có thể cho đi sẽ không nghèo khó. Ngày lễ hiến chương các nhà giáo hôm đó, các em học sinh đua nhau chạy tới tặng thầy giáo đào hoa tươi, thiệp chúc mừng, hạt giấy. Những khuôn mặt non nớt ngây thơ tràn ngập niềm vui. Dường như chủ nhân của ngày lễ không phải là thầy giáo mà là của chúng vậy. Trong số những món quà mà thầy giáo nhận được, có một món quà rất đặc biệt. Món quà đó được làm bằng tấm bìa cứng. Trên tấm bìa có vẽ một đôi giày. Thiệt là một món quà đặc biệt. Tấm bìa này chắc do em ấy tự cắt. Hình vẽ cũng là em tự vẽ. Nét vẽ có phần run rẩy. Màu sắc thì chắc là tự tô rồi. Thầy giáo mà cũng đi giày qua ư? Thú vị thiệt đó. Thưa thầy, em tặng thầy đôi giày da này. Học trò của thầy, Mai. Đây là một học sinh nữ ư? Mình mới tiếp quản lớp học này, còn chưa quen hết tên của học sinh. Từ bữa nhận lớp tới ngày lễ nhà giáo, vỏn vẹn chỉ có 10 ngày. Chà, một đôi giày đặc biệt, mình sẽ cất giữ cẩn thận. Quà nhỏ, nghĩa tình lớn mà. Ngày lễ đã trôi qua nhanh chóng. Một hôm, trong khi chấm bài tập làm văn của các em học sinh trong lớp, thầy đã đọc được bài văn của Mai, người đã vẽ tặng thầy đôi giày và hiểu được lý do tại sao em ấy lại vẽ giày tặng thầy. Mọi người, ai cũng đi những đôi giày da, nhưng thầy giáo lại đi giày vải. Nhà thầy nhất định rất nghèo. Mình đã làm một đôi giày thiệt đẹp để tặng thầy. Chỉ có điều, đôi giày đó không thể sử dụng được. Đó chỉ là tranh vẽ, đôi giày trên tấm bìa cứng. Mình hy vọng rằng sau này thầy giáo sẽ được đi một đôi giày da thực sự. Mình không có tiền. Nếu như mình có tiền, mình sẽ mua một đôi giày thiệt đẹp để tặng thầy. Đây là những dòng tâm sự của một cô bé chưa đầy 10 tuổi đấy ư. Nhưng làm sao cô bé lại biết được giày vải là đặc điểm để nhận biết những người nghèo chứ? Mai à, con ở lại cùng thầy một lát nha. Dạ. Thì ra cô bé cũng đang đi một đôi giày vải. Có lẽ đáp án chính là ở đây rồi. Ba con làm ở đâu? Ba ở nhà, thất nghiệp rồi ạ. Thế còn mẹ con? Con không biết, mẹ bỏ đi rồi. Thưa thầy, nhà thầy cũng nghèo, đúng không ạ? Nhà thầy không nghèo, nhà con cũng không nghèo. Nhưng các bạn khác nói nhà con nghèo. Nhà con không nghèo, nhà con rất giàu. Con biết quan tâm tới người khác, biết tặng thầy một món quà ý nghĩa như vậy, thầy cảm thấy rất vui. Con có vui không? Con đi giày vải giống thầy giáo, cô cảm thấy vui không? Dạ có ạ. Tại sao thầy lại đi giày vải, các con có biết không? Thưa thầy, bởi vì giày vải rất đẹp ạ. Đi giày vải rất thoáng khí. Bởi vì bà nội của con cũng thường đi giày vải ạ. Đi giày vải là để giữ gìn sức khỏe, bởi vì ông nội của con thường đi giày vải mỗi khi tập thái cực quyền. Thiệt lạ, chẳng có bạn nào nói rằng đi giày vải bởi vì nhà rất nghèo cả. Theo thầy, đi giày vải là một phong cách đặc biệt, vừa thoáng khí, dễ chịu, lại vừa có lợi cho sức khỏe. Chân đi giày vải, nhưng trong lòng luôn nghĩ tới những người khác là điều khiến thầy cảm thấy hạnh phúc nhất. Chỉ có những người giàu có mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Có thể cho đi thì sẽ không nghèo khó. Bầy chim mắc nạn. Một người đi bẫy chim giăng lưới trong rừng và bẫy được đủ thứ chim. Nào quạ, nào sáo, nào bồ câu. Bầy chim bèn bàn với nhau. Ta tham mồi nên mới bị mắc bẫy. Giờ ta hãy tìm cách thoát khỏi nơi đây.
Tất cả mọi người hãy cố gắng đồng tâm nhất trí, Myra sẽ thoát khỏi cảnh này. Thôi, thời gian không còn nhiều đâu các bạn. Chúng ta mau nghĩ kế thoát thân đi nào. Bầy chim nghĩ mãi, và cuối cùng cũng đã nghĩ ra được kế. Giờ thì ta cùng đồng loạt cất cánh bay thử coi. Myra nâng được lưới lên. Đúng rồi, anh đại bàng nói phải đó. Bầy chim đồng loạt cất cánh nâng được lưới và bay lên. Người bảy chim thấy lưới cùng bay với bầy chim lên, lấy làm lạ, chạy đuổi theo. Bầy chim này cũng khôn ngoan quá ha. Nhưng trong lưới có nhiều loại chim, rồi chúng sẽ cãi nhau cho mà coi. Mà hễ cãi nhau thì không thể bay nhanh được, lưới sẽ kéo chúng xuống đất. Khi đó thì tất cả chúng lại lọt vào tay mình cả. Quả là như vậy, lúc đầu bầy chim còn đoàn kết với nhau tha lưới đi. Nhưng được một lát, chúng bắt đầu cãi nhau chí chóe. Chẳng ai cố gắng bằng lũ quạ chúng tôi. Nếu chúng tôi lười như các anh, thì lưới và tất cả đã rớt xuống đất lâu rồi. Thôi im cái miệng đi, các anh đừng khoác lác nữa. Bồ câu chúng tôi đây còn cố gắng hơn các anh. Nếu không có nhà sáo chúng tôi, thì giờ này tất cả lũ các anh đã nằm trong tay con người rồi đó. Nói mà không biết ngượng. Bầy chim cãi nhau và chẳng con nào chịu khó bay. Tất cả chỉ vỗ cánh hờ hờ cho qua chuyện. Thế là lưới sa ngay xuống đất. Người bảy chim chỉ việc chạy lại, nắm lấy sợi dây và kéo lưới về phía mình. Cuối cùng thì đây là kết cục của chúng ta ư? Thế là tiêu đời rồi. Trước khó khăn thử thách, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát nạn. Ngược lại, ghen tị, tranh giành lẫn nhau, cuối cùng sẽ bị mắc bẫy. Nợ khó trả nhất. Một bà cụ dọn về ở với con trai và con dâu của mình. Hằng ngày, bà vì thương con thương cháu, làm hết thảy việc nhà. Từ chuyện nấu nướng cho đến giặt giũ, bởi bà nghĩ đỡ đần cho con dâu thì con trai mình mới có thời gian được khỏe mà lo công việc. Thế nhưng khổ nỗi, con dâu lại không nghĩ như thế. Đó anh coi, sao trong rau lại lẫn cả cỏ thế này? Nhìn cho kỹ, kẻo lại cho rằng em nhiều chuyện. Mẹ xin lỗi, tại mắt mẹ kém quá, ngồi lạc rau, kiếm cái kiếm đeo mắt mà nó lạc ở đâu không thấy nên mới như thế. Thôi mẹ đừng giải thích nữa. Mẹ làm việc giúp con cái mà cứ như là đi làm thuê không công đó. Sao em lại nói với mẹ như thế? Thôi, mau ăn cơm đi kẻo nguội. Bà cụ hằng ngày lại thui thủi công việc quét dọn. Một ngày nọ, anh có thấy cái lắc vàng em để trong hộp tủ đâu không? Sao không cất cho cẩn thận, để lung tung thất lạc rồi hỏi anh. Lung tung là thế nào? Nó trong nhà mình chứ ở đâu? Trời ơi, thế là tiêu mấy tháng lương. Biết ngay mà, phòng người ngoài chứ ai lại phòng người trong nhà được. Em nói vậy là sao? Ai lấy? Con chúng ta còn nhỏ, lại đi học cả ngày. Em với anh bận đi làm tất bật, thử hỏi còn ai ở nhà này nữa? Em tìm lại kỹ đi, chưa gì đã la toáng lên. Tìm gì nữa mà tìm? Thế là nó đi theo mây khói rồi. Cũng tại vợ chồng chú Út hết, bàn nhau là mỗi nhà nuôi bà một tháng. Vậy mà đã quá mấy ngày rồi, sao không rước cho rảnh nợ chứ? Anh là anh lớn mà không dạy được em mình à? Thôi đi, cái nhà này phức tạp quá. Tất cả cũng tại... Ông ơi, tôi khổ tâm quá rồi. Tôi chẳng thiết sống nữa. Ông hãy cho tôi theo ông. Đây là đâu? Đây là đâu thế này? Ôi, bà tỉnh rồi, mừng quá. Hai hôm trước, hình như bà trượt chân té xuống cầu.
Mai con đánh cá gần đó, phát hiện nên đưa bà về đây. Sao con không để ta chết cho rồi? Thân già đầy, ta không thiết sống nữa. Ồ, chẳng lẽ bà có tâm sự gì nên mới làm thế đúng không ạ? Chẳng giấu gì con, ta có hai đứa con trai, thế nhưng đứa nào cũng đùng đẩy, chẳng muốn nuôi ta, coi ta không bằng một người ở, cứ nghĩ mà đau lòng. Sống như vậy thì thôi, chết cho nhẹ tấm thân. Sao trên đời lại có hạng người bất hiếu như thế chứ? Con một cô cha mẹ từ thuở nhỏ, không biết cha mẹ là ai, chỉ mong ước một lần gặp mặt mẹ cha mà không được, chưa bao giờ được gọi hai tiếng mẹ cha. Vậy con xin bà hãy ở lại đây với vợ chồng con, chúng con cần có một người mẹ. Thấm thoát mà bà cụ đã ở với vợ chồng người thanh niên lạ cũng gần cả năm. Họ chăm sóc bà rất chu đáo, còn hơn cả con ruột. Đây là ngôi nhà thứ hai thật sự hạnh phúc đối với quãng đời cuối của bà. Mẹ thấy trong người có khỏe không? Thuốc bổ con mua, mẹ uống, thấy có ngủ và ăn ngon không hả mẹ? Thôi mẹ già rồi, con đừng mua thuốc bổ tốn kém. Các con để dành tiền ăn uống cho có sức khỏe. Mẹ phải uống cho khỏe chứ ạ, hết con lại mua nữa mà. Mẹ thấy không, từ ngày có mẹ về, cả nhà vui hẳn lên. Nhờ mẹ lo lắng làm mọi việc, nên vợ chồng con mới rảnh rỗi và xây được ngôi nhà khang trang hơn. Chiều nọ, cả nhà đang dùng cơm, thì có một chiếc xe hơi dừng trước cổng. Họ đẩy cổng bước vào, chứng kiến cậu thanh niên chăm sóc bà trong bữa cơm. Mẹ ơi, mẹ ăn món này đi, con đã nói vợ con hầm cho mềm để mẹ dùng đó ạ. Con cũng ăn đi, sao cái gì cũng nhường mẹ thế? Con dâu ăn đi. Nè, cháu của bà, để bà bỏ thức ăn cho nha. Chào mọi người. Kìa mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ có biết tụi con đi tìm mẹ khắp nơi khắp chốn không? Con lo cho mẹ quá. Mẹ, xin mẹ hãy về với tụi con, kẻo hàng xóm đàm tiếu dị nghị. Anh chị chắc nhìn lầm người rồi. Tôi chỉ có một người con trai ngồi đây, và kia là con dâu và cháu nội tôi. Sao mẹ lại nói như thế? Tôi xin lỗi, tôi đã nói rồi, anh chị nhận lầm người. Xin anh chị đi cho, để gia đình tôi còn dùng cơm. Quả thật, cuộc sống này nợ khó trả và không bao giờ trả cho hết được. Đó là công ơn trời bể của cha mẹ, người cưu mang cho cuộc đời các con mà còn bị các con chối từ, thì thử hỏi họ đối nhân xử thế với người khác làm sao chân thật được. Điều bí mật trong hộp cơm của cậu học trò. Cô giáo Nga đảm nhiệm dạy học sinh tiểu học. Các em học sinh hàng ngày đều mang cơm đi. Hộp đựng cơm được nhà trường phát cho. Đồ ăn là các em mang từ nhà đi vào mỗi buổi sáng sớm. Việc đầu tiên khi tới trường là các em sẽ mang hộp đựng cơm của mình cất ở nhà ăn của trường. Tới trước 12 giờ, các cô bác làm việc trong nhà bếp sẽ mang phần đồ ăn của các em học sinh hâm nóng lên. Thứ năm tuần trước, cô ấy có nhận được một lá thư của một phụ huynh do học sinh mang tới. Mở lá thư ra coi, cô giáo thấy được sự phẫn nộ trong lời nói của người mẹ đó. Cô giáo Nga, tôi phát hiện thấy cơm của con trai tôi là Trần Bình đã bị tráo đổi. Hôm trước khi rửa hộp cơm mà thằng bé mang về nhà, tôi đã phát hiện trong đó có đậu hũ, mà nhà tôi từ trước đến nay đều rất ít khi ăn đậu hũ. Hỏi thằng bé cũng không lên tiếng. Sau một hồi la mắng thì thằng bé mới thừa nhận là vì thích ăn đậu hũ nên đã lấy một chút từ hộp cơm của bạn cùng lớp. Tôi không thực sự tin là như thế, bởi vì tối hôm kia tôi có cho đùi gà vào trong hộp cơm. Trước đây khi mà nó ăn xong đùi gà thường hay bỏ xương vào trong hộp cơm mang về, nhưng hôm trước thì không thấy nữa. Ngày hôm qua tôi chuẩn bị cho nó sườn trong hộp cơm, nhưng trong hộp cơm thằng bé mang về chỉ có đậu hũ chứ không có xương như trước đây. Và điều kỳ lạ là thằng bé mấy ngày nay chiều nào khi trở về nhà cũng đều kêu đói. Sáng sớm nay tôi đã chuẩn bị cho thằng bé đồ ăn là cánh gà và củ sen. Xin cô giáo hãy bí mật tìm ra người đã tráo đổi ạ. Sau khi đọc xong lá thư của mẹ em học sinh này, trong lúc ăn cơm, cô đã bí mật đến phòng ăn xem xét. Tại sao Trần Bình lại có phần lúng túng và căng thẳng như vậy chứ? Lại còn cố ý dùng cơm vùi lấp đi phần đậu hũ bên trong hộp cơm nữa. Thì ra thủ phạm đây rồi.
Cậu bé đúng là đứa trẻ nghịch ngợm nhất của lớp mà. Tại sao con lại lấy trộm hộp cơm của bạn khác? Thưa cô, con cũng không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại có thịt có cá để ăn. Con thực sự không ăn trộm đâu ạ. Các con có ai cầm nhầm hộp cơm không? Nguy rồi, làm sao bây giờ? Làm sao cô giáo có thể biết chuyện này chứ? Con ngồi xuống đi. Cô giáo, con xin cô đừng nói cho mẹ con biết. Được rồi, có chuyện gì con cứ bình tĩnh nói cho cô nghe nha. Chuyện này do con làm. Con đã bí mật tráo đổi hộp cơm của Phương Nam, và bạn ấy cũng không hề biết việc này. Tại sao con lại làm như vậy? Cô chưa hiểu. Sở dĩ con làm như thế là vì tháng trước có một hôm con đã đến nhà Phương Nam chơi, vô tình phát hiện ra trong nhà bạn ấy làm rất nhiều đậu hũ. Thức ăn của họ cũng chủ yếu là đậu hũ. Phương Nam cũng từng nói với con một bí mật, ước gì mình được ăn một chiếc đùi gà vừa mập vừa to và có thể giống như các bạn khác là được ăn nhiều cá nhiều thịt. Sự việc là như vậy đó, thưa chị. Trần Bình quả là một cậu bé tốt bụng. Cảm ơn cô giáo, tôi đã hiểu ra rồi. Từ đó về sau, trong hộp đựng cơm của Trần Bình, phần thịt tăng lên rất nhiều. Hai đứa trẻ cũng ngồi một chỗ ăn cùng nhau. Mỗi lần trước khi ăn, Trần Bình đều lấy hộp cơm của mình chia cho Phương Nam một nửa rồi mới cùng nhau ăn. Hãy biết yêu thương, san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với những người xung quanh. Vì như thế, chúng ta sẽ nhận lại tình yêu thương, sự tôn trọng của mọi người. Cuộc sống này sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Sáng kiến để vượt qua khủng hoảng. Năm nay, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế mà cả trang trại trồng táo rộng lớn của ông Nakata sắp đến vụ thu hoạch nhưng không nhận được một đơn đặt hàng nào. Chết thật đó, nếu tháng tới mà không có đơn hàng nào thì có khi chúng ta phải ăn táo thay cơm đó. Đói cả đám rồi, các ông bà ạ. Chẳng hiểu sao năm nay trang trại mình làm ăn bớt bát thế cơ chứ. Mọi năm tầm này có khi chúng ta phải làm tăng ca để thu hoạch táo cho kịp chuyển đi rồi. Hàng ngày ông Nakata đi lại không biết bao nhiêu lần quanh các cây táo, lòng nặng trĩu buồn phiền. Nhìn các trái táo đang dần chín mọng, thơm ngào ngạt, ông Nakata nghĩ mãi vẫn chưa có cách nào để có thể bán được chúng. Hay, nếu ta không mau tìm đầu ra cho vụ táo năm nay thì làm sao có lương để trả cho nhân công đây? Đây quả là bài toán không dễ chút nào. Một buổi chiều nọ, khi đang đứng dưới một gốc táo thì một trái táo chín bỗng rụng vào người ông. Ông lượm trái táo lên thì thấy trên trái táo có một chiếc lá úa dính vào trái táo chắc đã lâu. Khi ông bóc chiếc lá ra thì chiếc lá đã in thành một vùng màu xanh trên trái táo chín đỏ, trông rất lạ. Trái táo này có sự khác biệt rõ ràng. Chiếc lá này đã vô tình đánh dấu lên nó. À, mình có thể làm như thế này chăng? Quản lý, anh hãy về soạn ngay một danh sách những công ty lớn vẫn thường đặt hàng táo của trang trại chúng ta. Làm liền nha. Dạ, tôi nhớ rồi ạ. Ông Nakata cho đặt hàng ngàn những miếng giấy nhỏ có in tên của các công ty này. Ông huy động tất cả các người làm công đi dán kính những miếng giấy này lên các trái táo còn xanh. Không hiểu ông chủ nghĩ sao vậy ta? Đã không bán được táo lại còn bắt chúng ta phải làm những việc vớ vẩn mất công này. Đúng là chẳng ra làm sao cả. 10 ngày sau, táo chín. Khi bắt những miếng giấy được dán kính ra, tên của những công ty nhập táo được in ngay ngắn trên trái táo, nhìn rất hay và đẹp. Ồ, thiệt đáng kinh ngạc, những trái táo này trông đặc biệt quá. Nếu cho anh lựa chọn mua những trái táo bình thường không rõ nguồn gốc với những trái táo có gắn tên công ty đàng hoàng như thế này, anh sẽ chọn loại nào? Ồ, thì ra là thế. Tất nhiên, ai cũng sẽ chọn loại táo có xuất xứ được đảm bảo, thưa ông chủ. Quả đúng như vậy. Khi được tặng những thùng táo có in tên công ty mình, các công ty đó rất ngạc nhiên và đều gửi tới tấp đơn đặt hàng về cho trang trại của ông Nakata. Và đúng như ông dự đoán, các lô hàng bán hết rất nhanh. Thưa ông chủ, doanh thu vụ táo năm nay không được cao như các vụ trước, vì chúng ta phải trừ chi phí in tên các công ty khá nhiều ạ.
Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, chúng ta cũng cần phải chia sẻ khó khăn với khách hàng. Tuy lợi nhuận giảm sút, nhưng chúng ta sẽ giữ được những khách hàng trung thành. Đó là cách duy nhất. Người may mắn nhất. Gia đình nọ tuy nghèo khổ, nhưng lúc nào cũng sống đầy ắp tình thương yêu. Người cha làm việc vất vả để nuôi cả nhà. Các con cũng biết hoàn cảnh gia đình, nên ai nấy cũng chăm chỉ học hành, giúp đỡ cha mẹ. Một ngày nọ, có việc gì khiến con buồn sao? Nói ba nghe nào. Không có gì đâu ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà ba. Cứ nói ba nghe, để chúng ta cùng tìm cách nha. Bạn học con ai cũng có xe đạp, chỉ có con là không có. Cũng vì nhà nghèo quá, làm sao đủ tiền để mua cho con trai một chiếc xe đạp bây giờ? Mấy ngày sau. Ba ơi, cho con 2 đồng, con muốn thử vận may, coi mình có thể có xe đạp không? Con cảm ơn ba ạ. Con sẽ là người bất hạnh nhất thế giới. Cái xe đạp ấy có ý nghĩa quan trọng với thằng bé đến như vậy ư? Người cha suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài phố. Hôm sau ông kêu con cứ đi thử vận may xem thế nào. Người con ban đầu còn nghi ngờ, nhưng được cha khích lệ, bèn chạy ra ngoài phố. Trúng cái xe đạp rồi, con là người may mắn nhất thế giới, không có gì có thể cản được con. Nhiều năm qua đi, cậu bé ngày nào đã trở thành người thành đạt. Trong nhà chẳng còn thiếu thứ gì, nhưng anh vẫn giữ lại chiếc xe đạp cũ kỹ. Mỗi khi gặp trở ngại gì, anh đều tới trước cái xe đạp, nghĩ tới việc anh đã trở thành người may mắn nhất thế giới. Người cha thấy thế cũng không nói gì, trong lòng vẫn giữ một bí mật. Ông gọi con lại bên giường. Con có biết vì sao con lại trúng cái xe đạp đó không? Vì sao vậy ba? Cái xe đạp đó là ba mua đó. Ba đã đi mượn tiền của bè bạn mua cái xe đạp đó cho con, vì ba không muốn con có cảm giác mình là người bất hạnh nhất thế giới. Đến lúc này, người con mới hiểu sự khích lệ của cha mình với đứa con. Ông đã muốn cho anh có cảm giác mình là người may mắn. Trái dưa ngọt ngào. Mỗi lần cầm trên tay miếng dưa hấu, ký ức trong tôi lại hiện về thật rõ. Năm ấy tôi học tiểu học. Cũng độ này, cái nắng chói chang chiếu khắp không gian, trải dài trên con đường tôi đi học, trên tấm lưng gầy của ba mẹ tôi và những cô chú đang gặt lúa. Sáng mai lúa nhà mình gặt được rồi, tranh thủ làm sớm kẻo nắng. Để tối tôi qua nhờ mấy dì gặt giúp đôi công. Ba mẹ đã thức dậy từ rất sớm để lo bữa sáng cho chị em tôi kịp giờ đến trường, và họ cũng kịp giờ ra đồng. Bữa sáng của tôi là một chén cơm chiên. Tôi đã từng ăn nó đến phát ngán. Thùy ơi, đi học. Ơi, vào đây chờ mình chút, mình đang ăn cơm. Con ăn sáng chưa? Lại đang ăn cơm nè. Dạ, con ăn rồi. Chắc nó ngại, chứ nhìn mặt nó ủ rũ thế kia mà. Hay là nó còn buồn ngủ? Hay là nó chơi cơm chiên giống mình? Mẹ cắt trái dưa nhỏ ra gọi nó tới ăn. Lần này nó không từ chối. Mẹ đã mua dưa từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Chỉ thấy có 2 trái, một trái nhỏ mẹ đang sắc, trái còn lại bự hơn nằm im trong góc nhà. Mẹ dặn chúng tôi ăn trái nhỏ này, còn trái bự kia để dành cho các cô bữa nay gặt lúa nhà tôi giải khát. Rồi ba mẹ ra đồng trước khi tôi ăn xong chén cơm và mấy miếng dưa hấu. Con Ni có vẻ thích ăn dưa. Tôi mới 1 miếng mà nó đã xong 2. Chúng tôi nắm tay nhau dung dăng đến trường. Ê Thùy, về xác trái dưa kia ăn tiếp đi. Không được, mẹ mình dặn để dành cho các dì rồi. Không sao đâu, mình xác chút xíu thôi. Mình sợ lắm, rủi mẹ biết thì đánh đòn chết. Đừng có ai ở nhà đâu mà. Không ai biết đâu, đi đi. Ba mẹ về có hỏi, cậu nói không biết là xong. Thế cũng được ha. Hai đứa về tới nhà, tôi mở cửa ra, trái dưa vẫn nằm đó.
tôi lấy con dao khoét ba cạnh nhỏ trên trái, rồi tách ra coi nó đã chín chưa. Xắt ra đi mà, xắt ra đi. Đắn đo mãi rồi trái dưa cũng bị xắt mõm đầu. Hai đứa cùng ăn, chưa đã cơn thèm tôi lại xắt thêm một miếng nữa. Cứ thế mà đã đi tăm nửa trái. Ni về, tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi và lo sợ. Đứa nào xắt dưa ăn đây? Con không biết. Nhà chỉ có hai đứa, chị hai mày đi học chưa về, thì ai vào đây? Đã dặn rồi mà không vâng lời, sao con không vâng lời ba mẹ? Con xin lỗi ba, con không dám nữa, con không dám nữa. Cả ngày hôm đó, tôi cứ nằm hoài trên chiếc giường thân thuộc, thúc thích rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nước mắt tôi cũng đã khô, mặt mày lem luốc. Bỗng dưng văng vẳng bên tai tôi là một giọng nói trầm ấm đầy yêu thương. Ba yêu con gái nhỏ của ba. Lần sau muốn ăn gì, con hãy xin ba mẹ nha. Nay tôi đã lớn, nhìn lại, đó là lần bị đòn duy nhất trong cuộc đời tôi. Nhờ lằn roi yêu thương ngày ấy mà tôi hay được mọi người chung quanh khen, con gái nhà ai ngoan hiền vậy. Tôi thầm cảm ơn ba. Tôi đã hiểu trái dưa ấy sẽ trở nên ngọt ngào hơn cái vị vốn có của nó khi tôi biết vâng lời, sẻ chia và nghĩ cho nhiều người khác. Học cách mỉm cười và đón nhận mọi chuyện. Từ nhỏ được sống trong một gia đình giàu có, đầy đủ và được ba mẹ chiều chuộng, nên cậu bé Leo luôn coi mình là nhất. Bất cứ việc gì không hài lòng là Leo luôn dằn hắt và cáo gắt, thường xuyên khóc lóc mè nheo để được tuyệt đối theo ý mình. Càng lớn, Leo càng đòi hỏi nhiều hơn, thậm chí cả những điều vô lý, vì biết ba mẹ luôn chiều theo ý muốn của mình. Ngày nào cũng mấy món chán ngắt này à, vẫn không có món bò nướng mà con thích. Thôi, con không ăn nữa đâu. Leo, là ba mẹ đã chiều chuộng con quá nhiều nên con ngày càng hư phải không? Ở lớp, nếu các bạn có lỡ làm Leo phật ý, cậu lập tức bỏ về nhà không học nữa. Cả nhà đang đi dã ngoại, Leo lỡ chân té xuống vũng bùn, do ba đỡ không kịp, cậu lập tức đòi về bằng được, mặc ba mẹ nói ra sao. Mặc dù được chiều chuộng, nhưng Leo luôn luôn không hài lòng và thường xuyên phàn nàn, cáu kỉnh. Lên trung học, ba mẹ Leo không may bị tai nạn qua đời và cậu phải chuyển vào trại trẻ mồ côi sống. Mặc dù cuộc sống không còn thoải mái như trước, nhưng dường như tính khí Leo không hề thay đổi. Vì thế, chẳng có ai muốn làm bạn với cậu. Chỗ này thiệt đáng chán, bọn họ có cái gì hay ho mà đòi làm bạn với mình chứ. Mình đây cũng chẳng thèm chơi với bọn họ. Một ngày nọ, có một nhóm các nhà thiền sư đến trại trẻ mồ côi làm công tác từ thiện. Họ ở lại trong trại trẻ một thời gian để chăm sóc các em nhỏ bị bệnh, giúp đỡ các công việc hàng ngày của trại trẻ. Một nhà thiền sư già đã nhận ra vấn đề của Leo. Cậu bé luôn cao có và bị cô lập một mình. Cậu bé này đang cần được giúp đỡ. Leo, có chuyện gì xảy ra với con ư? Con đang đứng đợi xe buýt thì trời bỗng đổ mưa. Cái dù bị gió đập gãy luôn nên mưa ướt hết quần áo. Rồi đứng chờ hoài xe buýt mới tới, lại đông kín người, con không thể chen lên được. Đến chuyến thứ ba mới chen nổi thì không còn chỗ ngồi nên phải đứng suốt dọc đường về đến tê cả chân. Chưa hết, vừa xuống tới bến, con lại bị mấy người đi vội xô vào vũng bùn, ngập hết cả đôi giày. Vừa bẩn thỉu vừa ướt vừa rét. Con không thể chịu nổi cái cuộc sống này nữa. Để ta đi lấy nước cho con rửa mặt cho sảng khoái, sẽ thấy đỡ bực nhanh thôi. Nói rồi vị thiền sư lấy hai chậu nước mang lại bàn. Ông mở tủ lạnh lấy một khay đá và thả vào một chậu nước. Con hãy nhúng tay lần lượt vào hai chậu nước rồi cho ta biết chúng thế nào. Nước trong chậu này mát quá ạ. À, lạnh quá. Con thử cho tay vào chậu nước đầu tiên một lần nữa đi. Ôi, sao nước trong chậu này lại biến thành nước ấm thế ạ? Nhiệt độ của nước trong chậu không hề thay đổi. Đó chỉ là do cách con cảm nhận nó mà thôi. Cũng như trong cuộc sống, khi chúng ta gặp khó khăn, cũng giống như việc chúng ta phải cho tay vào chậu nước lạnh buốt. Nhưng chính điều đó giúp ta hiểu được giá trị của lúc bình yên. Đó chính là khi ta cho tay vào chậu nước mát kia,
nó đã trở thành ấm áp. Như hôm nay con đã gặp rắc rối, nhưng con hãy thử nghĩ mà coi, phải có những ngày mưa gió rét mướt, con mới thấy những ngày nắng ấm thật tuyệt vời biết bao. Phải có những khi chen chúc chật chội trên xe buýt, con mới thấy có được một chỗ ngồi yên tĩnh trong vườn nhà là một hạnh phúc. Phải bị đi một đôi giày ngập bùng, nhắc nhở con biết giữ gìn chúng khi còn sạch sẽ. Cuộc sống là như thế, hãy học cách luôn mỉm cười và an nhiên đón nhận mọi việc xảy đến, rồi ta sẽ nhận ra những điều tốt đẹp ở quanh mình, con ạ. Chiếc áo hạnh phúc. Có một phú ông nọ vô cùng giàu có, của cải không sao đếm hết, nhưng ông ta lại mắc phải một căn bệnh nan y mà các thầy thuốc giỏi khắp nơi được mời đến đều không ai chữa được. Hàng ngày ông ta nằm trên giường bệnh kêu than, khiến cho mọi người trong nhà đều thấy cuộc sống thật não nề. Ông chủ cứ than khóc rên rỉ hoài mà không thấy mệt ha. Từ lúc ông chủ bệnh tới giờ, tôi chỉ mong được ngủ một đêm yên giấc thôi đó. Cả cái nhà này ai mà chẳng thế. Bệnh ông chủ đến lúc này là vô phương cứu chữa rồi. Cả một gia sản cơ nghiệp như thế, kể cũng không cam lòng. Một buổi sáng, phú ông cho gọi cậu con trai của mình vào, nói đêm qua ông ta nằm mơ thấy một vị thần, nói rằng nếu tìm được chiếc áo của một người hạnh phúc mặc vào người thì bệnh gì cũng khỏi. Con trai, chỉ có con mới giúp cha tìm ra chiếc áo ấy để chữa khỏi bệnh. Hãy mau lên đường liền giúp cha đi. Dạ, cha ở nhà giữ gìn sức khỏe, đợi ngày con về, nhất định con sẽ tìm cho cha. 3 tháng sau, ông chủ, cậu chủ trở về rồi ạ. Mau mau đỡ ta ngồi dậy. Thưa cha, trong 3 tháng trời con đã đi rong ruổi khắp nơi, lên rừng xuống biển, gặp từ những người giàu có không ai bằng, đến những quan lại cao quý, những thương gia buôn bán giỏi giang. Nhưng không ai nhận mình là người hạnh phúc cả. Họ đều có vấn đề riêng của mình, những chuyện buồn phiền khó khăn trong cuộc sống. Con đã thất vọng tính quay về, thì một tối nọ, trời tối rồi, mình nên tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm, rồi sáng mai tính tiếp. Cảm ơn trời đất, hôm nay con đã làm việc đủ rồi, ăn uống cũng đủ rồi, giờ sẽ ngủ một giấc thiệt say, còn hạnh phúc gì hơn. May quá, cuối cùng thì mình đã tìm thấy một người hạnh phúc rồi. Xin anh hãy bán cho tôi chiếc áo của anh. Anh là ai? Anh muốn hỏi mua chiếc áo của tôi ư? Đúng, tôi muốn mua nó bằng bất cứ giá nào. Anh không thấy tôi đang cởi trần ư? Thú thiệt, mong ước của tôi cũng chỉ là có một chiếc áo để mặc mà thôi. Con xin lỗi cha vì con đã không tìm được chiếc áo cho cha. Không, con đã giúp cha. Nhờ con mà cha hiểu ra rằng chẳng ai trong cuộc đời này lại hoàn toàn không có những khó khăn, đau khổ hay bệnh tật. Và chiếc áo hạnh phúc cũng không hề tồn tại. Những vấn đề chúng ta gặp phải là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Hãy đón nhận chúng và không than vãn hay dằn vặt, mà hãy hiểu rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người trong đời, con ạ. Mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực. Vào đầu thập niên 50, tại một thị trấn nhỏ, một cô bé 10 tuổi thường đến thư viện đọc sách. Cô rất thích thú công việc của những người cầm bút và ngưỡng mộ nhìn tác phẩm của họ được đặt trên mọi kệ sách, nơi mà cả thế giới có thể ngắm nhìn. Con vẫn chưa tìm được cuốn sách để đọc hôm nay sao? Bữa nay con muốn ngắm nhìn thiệt kỹ những cuốn sách được trưng bày ở đây. Bác ạ, khi lớn lên, nhất định con sẽ trở thành một nhà văn. Con sắp sửa viết sách đó. Khi nào con viết sách xong thì hãy mang đến đây cho bác. Bác sẽ trưng bày chúng ở đây, ngay trên quầy sách này. Con hứa, một ngày không xa, con sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình.
viết sách thì khó. 8 năm sau, cô mới được nhận công việc viết những mẫu tin nhỏ cho một tờ báo địa phương với thu nhập 2 đô la cho mỗi tin như thế. Khoản nhuận bút ít ỏi này chẳng là gì so với niềm vui khi cô thấy những gì mình viết được đăng trên báo. Mình sẽ đi từng bước và nhất định không bỏ cuộc. Một cuốn sách ư, phải mất khá nhiều thời gian đó, nhưng chắc chắn là mình sẽ làm được. Một thời gian sau, cô làm biên tập cho bản tin của một trường trung học, rồi lập gia đình. Nỗi khát khao được viết, được sáng tác vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô nhận thêm việc phụ trách một tin tức giáo dục tại một tờ tuần báo. Vẫn chưa có cuốn sách nào ra đời. Rồi cô chuyển qua làm chính thức cho một tờ nhật báo lớn, trong khi vẫn cộng tác với các tạp chí. Công việc càng lúc càng trở nên bận rộn. Cuối cùng, khi tin rằng mình đã tìm được đề tài tâm đắc, cô bắt tay vào viết. Cùng một lúc, cô gửi tác phẩm đến hai nhà xuất bản, nhưng người ta phản hồi rằng tác phẩm của cô chưa đủ hay để có thể in thành sách. Cô buồn rầu ném sấp bản thảo vào một xó. Vài năm sau, giấc mộng văn chương ngày xưa lại trở về. Sau nhiều đêm trăn trở, suy tư về cuộc sống, về hạnh phúc và khổ đau, cô quyết định bắt tay vào viết một tác phẩm mới, đồng thời chỉnh sửa lại tác phẩm đầu tay của mình. Rất tự tin, cô gửi cả hai bản thảo tới nhà xuất bản. Thật bất ngờ, không lâu sau, cả hai đều được in thành sách. Vậy là ước mơ của mình đã trở thành hiện thực rồi. Mình đã phải đợi giây phút này quá lâu rồi. Ngày mai mình sẽ quay lại thư viện để báo tin cho bác thủ thư. Xin lỗi, cho tôi hỏi người thủ thư cũ ở đây. Tôi rất tiếc, bác ấy mất năm ngoái rồi. Tôi là thủ thư mới ở đây. Gửi ngài quản lý thư viện thành phố. Tôi tin rằng khi đọc những dòng chữ này, ngài sẽ hiểu. Chính những lời động viên của người thủ thư già năm xưa đã tác động đến tôi mạnh mẽ như thế nào. Và ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành xong cuốn sách đầu tay của mình cùng với lời hứa ngày xưa. Tuần tới tôi sẽ tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trường cũ và mong ngài vui lòng nhận những cuốn sách của tôi. Ngày họp mặt tới, cô hết sức ngạc nhiên khi trông thấy một thư viện mới rất khang trang được xây cạnh ngôi trường cũ và sách của cô được đặt trang trọng trên chiếc kệ ngày xưa. Kèm theo lời giới thiệu, cô cảm kích, ôm ghì lấy người quản lý thư viện. Họ cùng chụp một tấm hình bên ngoài thư viện để biết rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mọi lời hứa đều có thể làm được, cho dù cô phải mất đến 30 năm hoặc lâu hơn nữa. Cứu mẹ trong đêm. Chiều hôm đó, Kelly cùng cậu con trai Rocky 7 tuổi của mình chạy xe qua vùng núi hẻo lánh. Rocky nằm ngủ ngon lành trên băng ghế trước, hai chân đặt hẳn trong lòng mẹ. Khi rẽ vào một chiếc cầu nhỏ, chiếc xe bỗng va vào một tảng đá lớn giữa đường. Chiếc xe trượt nhanh rồi lao xuống một vũng lầy. Sợ rằng chiếc xe sẽ lật nhào, Kelly lập tức nhấn mạnh ga và quay vô lăng sang trái. Nhưng lúc đó, bàn chân của Rocky đang kẹt giữa chân cô và vô lăng khiến cô mất phương hướng và không thể điều khiển chiếc xe. Không, không thể được. Chiếc xe lật ngang rồi lăn xuống một khe núi sâu khoảng 400 mét. Khi rớt xuống, dù đau đớn vì bị va đập mạnh, nhưng Kelly vẫn ôm chặt con trai. Chuyện gì thế mẹ? Xe của mình đang chổng lên trời kìa. Rocky, không. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Như một sự diệu kỳ, cậu bé không hề bị một vết trầy xước nào. Cậu trượt xuống sàn xe, bò ra phía cánh cửa đã vỡ nát. Tỉnh dậy đi mẹ, con sẽ kéo mẹ ra khỏi đây. Rocky, con hãy ngồi yên đó, đừng đi đâu cả nha. Không, mẹ ơi, mẹ không thể ngủ vào lúc này. Chúng ta sẽ trèo lên và chắc chắn sẽ có một ai đó giúp mẹ con mình.
Nói rồi Rocky chui ra sau xe tải, xoay sở bằng mọi cách để đưa mẹ ra ngoài. Lo sợ đứa con bé bỏng của mình sẽ bị lạc trong bóng tối, Kelly gắng gượng lết theo con. Hai mẹ con kẻ trước người sau khó nhọc trườn lên sườn dốc. Rocky với tấm thân bé nhỏ chưa tới 20 kg đã dìu người mẹ nặng đến 50 kg của mình nhích từng chút một. Mẹ ơi, mẹ ráng lên nha. Mẹ có nhớ câu chuyện mà mẹ vẫn kể cho con nghe mỗi tối không? Có một chiếc xe lửa đồ chơi bị vứt vào thùng rác với mong muốn chứng minh cho cậu chủ nhỏ thấy là mình vẫn còn hữu dụng. Nó đã vượt qua một đoạn đường dài, trải qua bao nguy hiểm để về lại với cậu chủ. Chúng ta cũng sẽ làm được mẹ à. Mình biết mình có thể, mình biết mình làm được mà. Cuối cùng thì cả hai cũng leo lên đến đường. Lúc này Rocky mới nhìn rõ những vết thương, không chỉ trên mặt mà còn trên khắp cơ thể mẹ. Cậu òa khóc vì thương mẹ. Dừng lại, làm ơn đưa mẹ con tới bệnh viện. Mất hơn 8 giờ đồng hồ với 344 mũi khâu, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống Kelly. Bây giờ, gương mặt cô trông khác xưa nhiều, nhưng với cô, điều đó không mấy quan trọng. Điều thật sự khiến cô xúc động, tự hào là sự dũng cảm phi thường của cậu con trai bé bỏng. Bằng tình thương yêu dành cho mẹ, cậu bé đã lập được một chiến tích mà không phải đứa bé 7 tuổi nào cũng có thể làm được. Đạo lý từ ông lão nuôi ong. Ở đất nước nọ, có một vị hoàng đế nổi tiếng anh minh và gần dân. Để biết đời sống của dân chúng đang ra sao, ông rất hay đi vi hành. Một ngày xuân nọ, vị hoàng đế cùng cận thần vi hành đến một thôn làng ở sâu trong núi. Ở đây ông gặp một người đang chăm sóc vài thùng nuôi ong, dáng vẻ rất chăm chỉ. Lão bá, một năm lão bá thu hoạch mật ong bao lần vậy? Hai mùa xuân hạ có nhiều hoa, ong hút mật dễ dàng, mỗi tháng tôi đều lấy mật. Đến mùa thu hoa ít, chỉ còn hoa cúc là nở tốt, mỗi lần tôi chỉ lấy 3 phần, để lại 7 phần để cho ong làm lương thực. Có như thế thì ong mới có thể sống qua mùa đông. Ong có sống qua mùa đông thì sang năm sẽ đỡ vất vả. Chỉ việc thu mật, không phải xây dựng lại đàn ong. Vậy những người khác cũng nuôi ong như lão bá sao? Không phải như vậy. Có rất nhiều người khác khi nuôi ong, đương lúc xuân hạ thu hoạch toàn bộ mật ong. Điều này cũng bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng đến mùa thu, họ cũng không chừa lại cho ong chút mật nào. Không có lương thực, làm sao mà ong có thể tồn tại qua mùa đông? Ong không chết vì đói thì cũng bỏ đi. Những người như vậy có thể trong năm sẽ thu hoạch được nhiều hơn tôi, nhưng đến sang năm lại phải tốn công xây dựng lại đàn ong từ đầu, vừa vất vả lại còn nhiều rủi ro. Những người đi tìm mật ong rừng cũng có những quy tắc gần tương tự với tôi. Khi họ lấy tổ ong rừng, không được lấy toàn bộ, phải để dành lại một chút để đàn ong có chỗ mà sinh sống. Nếu không tuân thủ quy tắc này, một lần có thể lấy được nhiều mật, có nhiều lãi hơn một chút. Nhưng đàn ong mất tổ lại không có thức ăn, không thể nào mà tồn tại được. Đàn ong tan tác, khu rừng dần dần sẽ không còn ong nữa. Những người đi rừng có muốn kiếm mật trong những lần tới cũng không còn ong mà lấy mật. Ông lão nuôi ong này nói quả không sai. Xét ở địa vị của ta, cai trị thiên hạ cũng giống như nuôi ong lấy mật. Triều đình không thể quá chèn ép, sưu cao thuế nặng, không nghĩ đến việc người dân sẽ sinh sống ra sao. Vậy thì dân chúng làm sao có thể chịu được? Dân đói khổ thì cũng kiếm đâu ra tiền mà đóng thuế chứ. Ôi, tận thu có thể đem đến cái lợi của một năm, nhưng cái hại kéo dài không biết đến bao giờ mới hết. Người và ong có một mối quan hệ cộng sinh với nhau. Nếu người để cho ong một đường sống, lần tới ong lại cung cấp mật cho người. Tuy đây chỉ là quy tắc của những người đi lấy mật, nhưng cũng có thể áp dụng trong mọi mặt khác của đời sống. Người với thiên nhiên hay người với người,
đều là những mối quan hệ cộng sinh qua lại, đều phải dựa vào nhau để tồn tại. Nếu tham lam, muốn vắt kiệt người khác thì cũng chỉ vắt được một lần. Thỏ hết thì sói cũng chết đói mà thôi. Tái hôn. Con gái nhập viện phải hỏi vay tiền chồng cũ. Đến nhà chồng cũ, tôi bất ngờ nhìn thấy tấm hình cưới cũ của chúng tôi vẫn được anh lau sạch sẽ treo trong phòng ngủ. Về đến nhà thấy tấm hình cưới sau cánh cửa nhà mình, khiến tôi ôm mặt khóc nức nở. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ kéo dài 7 năm rồi tan vỡ. Có lẽ vì quãng thời gian ở bên nhau, cả hai chúng tôi đều không biết sẻ chia, không biết làm cho tình cảm vợ chồng tươi mới, lãng mạn. Cứ ngỡ rằng cưới xong thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, là thuộc về mình rồi, nên chúng tôi không còn quan tâm chăm sóc nhau như thời mới yêu. Theo thời gian, mọi thứ đều nhạt nhẽo, rồi chúng tôi ly hôn, tôi một mình nuôi con gái. Lúc này do phải gánh vác mọi thứ trên vai nên tôi cảm thấy rất áp lực. Mỗi ngày tan sở là tôi vội vã trở về nhà, cơm nước, tắm rửa, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống rồi mới nghỉ ngơi. Nào con gái, đến giờ đi ngủ rồi, ngủ ngoan nào. Mẹ ơi, tối qua con mơ thấy ba hẹn tới đón con đi công viên. Mẹ hỏi ba bao giờ tới đi, con nhớ ba lắm. Được rồi, mẹ nghĩ là cuối tuần được nghỉ làm, ba sẽ qua đón con đi chơi thôi. Giờ thì phải ngủ trước đã. Trước đây, ngày nào đi làm về anh ấy cũng tỏ vẻ mệt mỏi vì công việc, mà mình thì cứ tưởng rằng anh khó chịu với mình. Thì ra đôi lúc vấn đề cơm áo gạo tiền luôn làm cuộc sống mệt mỏi căng thẳng hơn. Giá mà biết thông cảm cho nhau thì có lẽ giờ này gia đình trọn vẹn, đầy đủ ba mẹ cho con gái rồi. Mẹ, con thấy khó thở quá. Không ổn rồi, chúng ta phải qua bệnh viện khám con ạ. Cô bé bị viêm phổi cấp, cần nằm viện để điều trị và theo dõi. Chị đi làm thủ tục nhập viện cho con luôn đi. Dạ, dạ. Con sao rồi em? Nhận được điện thoại của em là anh tới liền, để anh đi đóng viện phí cho con. Thiệt tình em không muốn làm phiền anh, nhưng dạo này em hơi chật vật, không đủ tiền lo hết khoản viện phí cho con. Đó là trách nhiệm của người làm cha, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Có gì khó khăn cứ nói với anh một tiếng. Anh biết hoàn cảnh mẹ đơn thân nuôi con khó khăn và vất vả lắm, nhất là những khi trái gió trở trời, đau bệnh. Ôi, con gái ba bữa nay trông tươi tắn hơn rồi nè. Ba mang bao nhiêu là đồ ăn, đồ chơi đến cho hai mẹ con đó. Dạ, con thích lắm, con cảm ơn ba. Bác sĩ nói vài ngày nữa là con gái được xuất viện rồi. Cảm ơn anh. Sau khi con khỏi bệnh, cả hai chúng tôi đều cùng làm thủ tục cho con xuất viện. Chồng cũ ngỏ ý mời hai mẹ con tôi tới nhà ăn cơm. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của con gái và lắng nghe trái tim mình, tôi chiều theo. Tới nhà chồng cũ, nhìn thấy tấm hình cưới của chúng tôi vẫn được anh lau sạch sẽ, treo trang trọng trong phòng ngủ của anh, tôi xúc động rơi nước mắt và chợt nghĩ lại ngày xưa yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm. Giờ tình cảm trong lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa, nhưng lại mỗi người một ngã. Chúng ta tái hôn đi em. Trước đây anh không tốt, anh đã mãi mê công việc mà không quan tâm đến gia đình. Anh đã sai rồi, hãy thứ lỗi cho anh. Tình cảm anh dành cho em vẫn như vậy, chỉ là anh chưa biết cách thể hiện để em hiểu mà thôi. Em cũng có lỗi. Anh đi làm đã mệt mỏi rồi, về tới nhà em vẫn muốn anh làm những việc này việc kia chiều theo ý em. Sau này em sẽ quan tâm tới anh, và chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau nuôi dạy con thiệt tốt.
Đúng là cuộc sống sau kết hôn sẽ có nhiều thay đổi. Ta càng phải quan tâm, chia sẻ gánh nặng cả tâm hồn và thể chất để thấu hiểu nhau nhiều hơn, hầu đi cùng nhau tới cuối cuộc đời. Người mẹ già bị lẫn. Ba mất sớm, mẹ ở vậy nuôi đàn con nheo nhóc cực khổ đến giường nào. Theo thời gian, đàn con của mẹ cũng lớn khôn, yên bề gia thất. Thi thoảng tạt về thăm mẹ rồi lại vội vàng đi. Cuối tuần trước, con trai cả ghé qua biếu mẹ hộp sữa. Mẹ uống buổi tối trước khi đi ngủ nha. Sữa gì đó, con mắc lắm không con? Thôi thôi, con bận lắm, con đi đây, mẹ cứ uống đi, sữa đó tốt đó. Giữa tuần, con gái ghé thảy cho mẹ ký táo Mỹ, vừa vào nhà đã la ầm ĩ. Mẹ ơi, sao mẹ bày hầy thế? Lần nào con đến cũng phải dọn. Mẹ muốn mua cái ấm nước siêu tốc mới, vì cái ấm này mua cũng chục năm, giờ cũ lắm rồi. Mẹ lại lẫn nữa rồi, ai kêu mẹ cái ấm này mua chục năm? Cái ấm nó cũ. Thôi, mẹ già yếu, mẹ ngồi yên cho con nhờ. Con mua ấm mẹ cũng đâu có dùng. Người ta đã bận, còn gì nhặn, phát mệt. Nhà này mẹ thương nhất thằng Út, mẹ mong gặp thằng Út nhất. Mẹ cưng thằng Út nhất, muốn gặp nó nhất là đúng rồi. Nó không cho mẹ được đồng quà tấm bánh nào mà mẹ vẫn thích nó nhất. Không phải đâu, mẹ già thích gặp Út nhất, vì mỗi lần nó tới thăm mẹ, ta chẳng mang gì làm quà, nhưng lúc nào cũng vui vẻ hỏi han mẹ. Mẹ có chuyện gì vui kể con nghe đi. Vậy là mẹ ngồi kể bất tận chuyện xưa chuyện nay, chuyện nọ xọ chuyện kia. Vừa kể rồi thì kể lại. Anh Út chỉ ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại ghẹo. Chuyện này mẹ vừa kể rồi, mẹ kể chuyện khác đi. Anh ngồi 2-3 tiếng đồng hồ nghe mẹ kể chuyện, gật gù và mỉm cười. Mẹ kể chuyện mệt rồi, anh mới xin phép ra về. Quà của con cả, con gái chất đống, mẹ chẳng dùng vì tuổi già sức yếu, đâu ăn uống được gì nhiều. Mẹ cũng không dám nhiều lời vì sợ con la mắng là lẩn thẩn. Mẹ chỉ thích gặp Út vì món quà quý nhất của mẹ lúc này là có một người thân chịu ngồi lắng nghe và trò chuyện với mình. Rất nhiều quãng thời gian còn lại, khi vắng các con, mẹ chỉ biết ngồi nhìn bức tường trắng lặng câm. Vì chỉ giúp việc cũng quải với sự lẫn của mẹ, nghe mẹ cất tiếng là chùn mất. Thậm chí có lúc mẹ còn phải lẩm bẩm nói chuyện một mình nữa. Quà cho người già, không gì quý hơn một buổi chiều ngồi xuống trò chuyện trong đón đợi. Sự bút giá từ sâu thẳm tâm hồn. Bão tuyết bất ngờ ập xuống ngọn núi cao, nơi có đoàn khách du lịch thám hiểm đang ở đó, và trong đoàn có một nhóm 7 người khách bị lạc đường. May mắn họ tìm được một cái hang trú ẩn nơi lưng chừng núi. Trong hang rất tối và lạnh lẽo, vì thế mỗi người phải đi kiếm củi để mang về đốt, sưởi qua đêm, chờ sáng mai cứu hộ tới giúp. Mỗi người bảo nhau bỏ đều số củi kiếm được chung vào để đốt lên một ngọn lửa lớn đủ sưởi ấm trong hang. Nhưng đến khi đống lửa bắt đầu lụi dần do củi đã sắp cháy hết, thì không ai muốn bỏ nốt thanh củi cuối cùng trong tay mình vào ngọn lửa. Trong nhóm này có một gã da đen sao? Sao mình phải đốt lửa cho gã ta sưởi chứ? Mình mà không ném thêm củi vào thì chết rét mất. Ồ, có phải anh ta ở cùng khu phố với mình không ta? Nếu nhớ không lầm thì có lần anh ta đã tranh chỗ đậu xe với mình. Không thể ưa nổi hạng người bon chen này. Từ thiện cho hắn một thanh củi cũng không đáng.
Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho kẻ giàu có kia? Thanh củi này phải khó nhọc lắm mới kiếm được. Tại sao phải chia sẻ nó với kẻ nghèo hèn lười biếng đó chứ? Nhất định mình sẽ không dùng thanh củi cuối cùng này sưởi ấm cho bọn da trắng khốn kiếp kia. Mình sẽ ném thanh củi của mình nếu tất cả cùng ném. Cứ thế, đêm xuống, tuyết rơi lạnh thấu xương. Trong hang đá còn lạnh lẽo hơn. Những con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những thanh củi của mình. Đống lửa chỉ còn than đỏ, lụi dần, rồi tắt hẳn. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, thì cả nhóm người đều đã chết cóng, tay mỗi người vẫn còn nắm chặt thanh củi. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài, mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn. Con cừu tội lỗi. Vào khoảng thời gian khó khăn khốn đốn, khi nỗi buồn tràn ngập vương quốc động vật, một bệnh dịch khủng khiếp đã lan tràn khắp cả khu rừng, khiến nhiều loài vật lăn ra chết. Dịch bệnh ngày càng lan tràn mà không có cách gì cứu chữa. Một lệnh triệu tập được ban hành. Tất cả các loài động vật lớn nhỏ nhận được lệnh đều phải tập hợp lại giữa khu rừng. Hỡi muôn loài! Thượng đế đã ban lệnh trừng phạt đến khu rừng của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải nhổ tận gốc kẻ nào đã gây ra tội lỗi, khiến đất ngài nổi giận trước khi tất cả đều bị diệt vong. Mỗi kẻ trong các ngươi hãy ngẫm suy từ trong tâm và hãy tự thú nhận những lỗi lầm của mình. Như thế, chúng ta mới có thể trừ bỏ được tai họa. Nói là làm, sư tử lên tiếng đầu tiên, trần tình về lỗi lầm của mình để muôn loài noi theo. Một ngày nọ, ta đã giết một người đàn ông trong lúc ta đang đi tuần tra khu rừng. Ta có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng này, bảo vệ muôn loài. Trái tim ta mang nặng trọng trách, nên khi gặp con người kia, ta đã xông vào tấn công và giết chết người đàn ông đó. Ta thấy mình đã phạm tội rồi. Hãy phán xét tội ác của ta đi. Ai có thể đổ lỗi cho chúa tể sơn lâm cao quý của chúng ta kia chứ? Chẳng qua là vì ngài mang trọng trách lớn bảo vệ an toàn cho muôn loài khỏi nguy hiểm từ những kẻ hai chân. Chắc chắn Thượng Đế sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ngài thôi. Tôi cũng xin thú nhận tội lỗi của tôi. Trong lúc tôi đang lảng vảng gần bìa rừng với cái bụng trống rỗng và đói cồn cào, tôi tình cờ nhìn thấy một con dê mẹ và những con dê con đang gặm cỏ non gần đó. Và thế là tôi lao đến xé thịt con dê mẹ và ăn hết lũ dê con. Mặc dù tôi biết chỉ cần một con dê cũng đủ để tôi no rồi, nhưng vì tôi đói quá. Đúng là ngươi đã phạm tội, nhưng chắc chắn ngươi được tha thứ vì cơn đói khát đã che khuất suy nghĩ của ngươi. Chúng ta không nên trách điều đó. Thế là cuộc họp nhận tội lỗi tiếp tục, với những kẻ săn mồi trong rừng đều thú nhận những cuộc tàn sát và trộm cắp của mình. Các con vật đều được miễn những tội ác, bởi chúng đều nêu được lý do để giảm nhẹ tội lỗi. Sau cùng, một con cừu lên tiếng. Tôi cũng có một tội xin được thú nhận với mọi người. Bữa trước, tôi rất đói. Vì một vài lý do nào đó mà ông chủ của tôi đã quên không dẫn tôi ra đồng cỏ ăn như thường lệ. Thế nên tôi đã ăn một ít rơm mà ông chủ tôi đã đặt trong ủng của ông, để chân khỏi bị đau. Có lẽ vì thế mà chân ông ấy sẽ bị chà sát vào ủng. Làm thế nào mà ngươi lại dám làm vậy? Đồ trộm cắp! Kẻ tội lỗi kia, phải xử nó! Phải chăng kẻ yếu là kẻ phải chịu thiệt thòi khi không có khả năng tự bảo vệ? Hay chăng chúng ta có thể nhận ra tội lỗi của người khác dễ dàng hơn so với tội lỗi của chúng ta, ngay cả khi tội lỗi của ta tội
tồi tệ hơn của họ. Từ bỏ một thói quen. Naguri sống một cuộc đời đơn giản. Ông dậy từ rất sớm, mang sữa về nhà trong lúc tranh thủ đi bộ tập thể dục. Sau đó bắt đầu đi làm, mang theo hộp thức ăn cho bữa trưa. Nhưng ông đang phải chịu đựng một nỗi muộn phiền lớn. Variu, người con trai cả của ông, năm nay đã 25 tuổi và là một tay bợm nhậu. Anh ta hiếm khi đi làm và uống rượu suốt cả ngày. Cha ơi, anh Variu về rồi đó cha. Con thấy ảnh ở cổng, mặt đỏ bừng bừng như say rượu. Variu ngày càng sa đọa. Tôi đã cố gắng thu xếp cho nó một công việc, mà nó vẫn chỉ ham nhậu nhẹt, không chí thú gì tới việc làm ăn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết sao bây giờ hả ông? Seta, Seta, mau đi lấy cho anh mày gói thuốc lá thử coi. Người cha khốn khổ Naguri chẳng biết làm cách nào hơn là cầu nguyện mỗi sáng, lầm lũi như kẻ mắc tội với đời. Nhưng một ngày, Variu được người ta khiêng về nhà trong tình trạng bị đánh bầm dập. Ui, đau quá! Đau quá cha ơi! Tôi đã làm gì nên tội để có một đứa con bê tha như thế này kia chứ? Naguri, ông hãy gửi cậu ta cho tôi. Tôi cần phải nói chuyện với cậu ta. Tại sao ông lại muốn nói chuyện với tôi chứ? Mau đứng dậy và đi theo tôi. Bây giờ, cậu hãy nhổ một cái cây con đưa cho tôi. Tưởng gì chứ, chuyện này dễ ẹt. Đây nha, ông đố việc gì khó hơn đi, tôi chấp hết. Nhổ một cái cây lớn hơn lên khỏi mặt đất cho tôi coi. Được. Mình mới dùng một chút sức thôi mà cái cây đã nhúc nhích rồi. Nhổ nó lên cũng đơn giản như ăn bánh thôi mà. Ôi, sao cái cây này cứng đầu vậy ta? Cố lên nào. Hay da. Ôi mệt quá. Vậy là cậu bỏ cuộc rồi sao? Tại nó không chịu lên khỏi mặt đất thì tôi đành chịu chứ biết sao giờ. Thói quen xấu cũng giống như cái cây này. Khi những cái rễ đã ăn sâu vào đất thì khó mà nhổ nó lên được. Còn nhổ một cái cây mới chỉ đâm rễ vào đất lại đơn giản hơn nhiều. Tự mình đặt ra quy tắc cho bản thân, nhưng nếu cứ để thói quen xấu chi phối thì sẽ không bao giờ trưởng thành, không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc, thành công cho kẻ lười biếng và bê tha. Nếu muốn kiểm soát bản thân thì phải bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ. Cậu hiểu rồi chứ? Ngẫm nghĩ về lời nói của người lạ mặt, Variu quay trở về nhà và cố gắng thay đổi, sống một cuộc sống tử tế hơn. Hãy ghi nhớ một câu rằng, đừng để thói quen xấu chi phối bản thân, bạn nhé.